Tám bài thuyết pháp của Đại sư Ấn Quang. Việt dịch: cư sĩ Đồ Nam. Đôi lời bày tỏ. Hôm nay đủ nhân duyên, pháp hội niệm Phật A Di Đà do Pháp sư Thích Giác Nhàn trụ trì. Pháp sư nhiều năm theo học tịnh độ với Đại lão Hòa thượng Thượng Tịnh Hà Không qua kinh sách và băng đĩa. Hôm nay Pháp sư tiếp tục đi đường hướng của Ấn Quang Đại sư, là tổ thứ 13 trong Liên Tông Thập Tam Tổ. Những cuốn sách của Ngài là lời dạy từ nơi sở chứng của Ngài đã đạt được. Ngài đã tự tại vãng sanh về thế giới cực lạc của Phật A-di-đà. Theo như truyền thuyết trong sử liệu để lại, Ngài là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí. Với lòng kính tin, chân thật, vâng lời và làm theo của Pháp sư Thích Giác Nhàn đối với Ấn Tổ. Vì vậy, hôm nay theo sự chỉ dạy của Pháp sư Thích Giác Nhàn, cho phép nhuận chánh được đọc những cuốn sách của Tổ Ấn Quang. Đây là nhân duyên và phước báu rất lớn đối với nhuận chánh. Vậy, kính mong những hành giả tịnh độ hữu duyên được gặp những sách nói của Tổ Ấn Quang, phát bồ đề tâm, chân thật lắng nghe và thật làm theo, thì có hữu ích rất lớn trên lộ trình tiến tu và thành tựu đạo nghiệp, để một đời vãng sanh Tây Phương, bất thoái thành Phật. A-di-đà Phật. Hôm nay là ngày 21 tháng 7 năm 2014. Nhuận chánh con xin đọc cuốn sách Tám bài thuyết pháp của Đại sư Ấn Quang. Kính mong quý vị lắng lòng thanh tịnh để lắng nghe. A-di-đà Phật. Bài thứ tư nói về nhân quả lớn thành Phật và giải thích sơ lược tứ điều giảng. Hai bài trước tôi đã nói về nhân quả, bài này tôi vẫn nói về nhân quả. Phải biết, trước tôi nói là nhân nhỏ, quả nhỏ, nay tôi nói nhân lớn, quả lớn. Phật sở dĩ thành Phật, thường hưởng chân thường pháp lạc. Chúng sinh sở dĩ rơi xuống địa ngục, chịu mãi cái khổ của luân hồi, đều chẳng ra ngoài phạm vi nhân quả. Phàm có người muốn sửa trị thân tâm, đều chẳng thể lìa nhân quả được. Hiện nay, con người chỉ ưa khoa trương, chẳng cầu thực tế. Bảo nhân quả là pháp của tiểu thừa, đó thật là lầm lớn. Phải biết đại thừa, tiểu thừa đều chẳng ngoài hai chữ nhân quả lớn. Nhân nhỏ là y theo sinh diệt tứ đế, biết khổ dứt tập, mộ diệt tu đạo. Quả nhỏ là chứng quả A-la-hán. Nhân lớn là tu lục độ vạn hạnh. Quả lớn là chứng cứu cánh quả vị Phật. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Có nhân đó, ác có quả đó, chẳng sai hào ly. Cho nên, không những người thế gian đều ở trong nhân quả, mà các vị thánh nhân cũng đều ở trong nhân quả. Nếu bảo nhân quả là tiểu thừa, thì Bồ Tát Phật cũng là tiểu thừa ư? Lời nói này là không thật, điên cuồng có thể biết. Hội này là pháp hội hộ quốc tiêu tai, tôi cho chỉ là tiêu tai nạn, đa binh thủy hỏa, thì vẫn còn chưa cứu cánh. Cần phải tiêu tai nạn sinh tử phiền não mới là biện pháp triệt để. Chúng ta mê muội pháp thân của mình, đoạn Phật huệ mạng, thật là đáng đau thương. So với xác thân bị tai nạn, còn nặng hơn trăm ngàn muôn lần. Cho nên, ác có thể hộ trì pháp thân huệ mạng, dứt sinh tử phiền não, thì mới gọi là hết hẳn sự tiêu tai. Đại cương Phật giáo chẳng ngoài năm tông. Năm tông là luật, giáo, thiền, mật và tịnh. Luật là căn bản Phật pháp, nghiêm giữ tịnh giới để mong tam nghiệp thanh tịnh, nhất tánh viên minh, ngũ uẩn đều không, các khổ đều độ. Giáo là y theo giáo Tu Quán, đìa ngón tay thấy mặt trăng, triệt ngộ Phật tánh vốn đầy đủ. Nhưng người này chỉ thấy Phật của tự tánh thiên chân mà gọi là thành Phật, chẳng phải liền thành ông Phật chứng đạo Bồ Đề. Mật thì lấy tam mật gia trì, chuyển thức thành trí,
gọi là tức thân thành Phật. Đây cũng chỉ là lấy ngay thân này, tiểu sinh tử, làm thành Phật, mà chẳng phải thành ông Phật phước huệ viên mãn. Ba tông này đều có thể thu nhiếp vào thiền tông. Vì khí phận giống nhau, cho nên chỗ cần yếu tu trì Phật Pháp thật chỉ có hai môn, thiền và tịnh. Thiền thì chuyên nhờ tự lực, nếu chẳng phải kẻ túc căn thành thục thì không được lợi ích thật sự. Tịnh thì gồm đủ cả Phật lực, phàm kẻ nào đầy đủ tín nguyện hạnh đều có thể đới nghiệp vãng sanh. Chỗ khó dễ của hai tông xa cách nhau một trời một vực, nên Ngài Vĩnh Minh Viên Thọ Thiền Sư, đầu đời nhà Tống, là bậc cổ Phật thị hiện, sinh ở thế gian, triệt ngộ nhất tâm, trọn thu vạn hạnh, mỗi ngày là 108 Phật sự, đến đêm qua núi bên cạnh hành đạo niệm Phật. Ngài sợ rằng kẻ học đời sau chẳng hiểu rõ tông yếu, nên làm bài kệ tứ liệu giảng để kẻ học biết chỗ xu hướng. Kệ rằng có thiền có tịnh độ, như hổ mọc thêm sừng, đời nay làm thầy người, đời sau làm Phật tổ. Không thiền có tịnh độ, muôn tu muôn vãng sanh, nếu được thấy Di Đà, lo gì chẳng khai ngộ. Có thiền không tịnh độ, mười người chín chần chừ, cảnh trung ấm hiện ra, liền lần đi theo nó. Không thiền không tịnh độ, giường sắt và cột đồng, muôn kiếp cùng ngàn đời, không một ai nương tựa. 80 chữ này là cương yếu một đời giáo hóa của Đức Như Lai, là khuôn vàng cho kẻ học liễu sinh thoát tử ngay trong hiện kiếp. Kẻ học trước phải biết rành rẽ thế nào là thiền, thế nào là tịnh độ, thế nào là có thiền, thế nào là có tịnh độ. Thiền và tịnh là theo lý, theo giáo mà nói. Có thiền, có tịnh là theo cơ, theo tu mà bàn. Lý giáo, hai pháp không khác, còn cơ tu thì hai pháp khác nhau. Lời nói tuy giống nhau mà ý thì khác xa, cần phải chú ý mới chẳng phụ tấm lòng nhân từ của Ngài Vĩnh Minh. Sao gọi là thiền? Tức là chân như Phật tánh của chúng ta vốn đầy đủ. Tông môn chỗ bảo là Bổn La Diện Mục, trước khi cha mẹ chưa sinh ra, lời nói của tông môn chẳng nói thẳng ra, chỉ khiến người tham thiền tự mình được ngộ, nên mới nói như thế. Thật ra không có năng sở, ly niệm linh tri, tức tịch tức chiếu, tâm thể thuần chân vậy. Ly niệm linh tri là không có chút suy nghĩ, phân biệt mà vẫn thấu rõ cảnh giới trước mắt. Sao gọi là tịnh độ? Tịnh độ tức là tín nguyện, chấp trì danh hiệu, cầu sanh Tây Phương, chẳng phải nghiêng lệch duy tâm tịnh độ, tự tánh Di Đà mà nói. Có thiền tức là cực lực tham cứu, niệm tịch tình vong, thấy suốt Bổn La Diện Mục trước khi cha mẹ chưa sinh ra, minh tâm kiến tánh. Có tịnh độ tức là thực hành việc phát Bồ Đề Tâm, sinh tính phát nguyện, trì danh hiệu Phật, cầu sanh Tây Phương. Nếu như tham thiền chưa ngộ, hoặc ly ngộ mà chưa triệt ngộ, đều chẳng được gọi là có thiền. Nếu như niệm Phật chỉ thiền chấp duy tâm mà không có tín nguyện, hoặc có tín nguyện mà chẳng tha thiết, đều chẳng được gọi là có tịnh độ. Đến như tuy tu tịnh độ mà tâm còn nghĩ tưởng trần lao, hoặc cầu phước báo nơi cõi trời người, hoặc cầu kiếp sau xuất gia làm vị tăng, nghe ít giác ngộ nhiều, đắc đại tổng trì, hoằng dương Phật Pháp, giáo hóa chúng sanh, đều chẳng được gọi là người tu tịnh độ. Vì họ chẳng chịu y theo Phật Pháp, các kinh tịnh độ dạy, bậy bạ lấy thông khắp giáo nghĩa làm tiêu chuẩn, thế thì kiếp sau có thể chẳng mê mà liễu thoát. Muôn người khó có một, hạng người bị phước làm mê, từ chỗ mê lại vào chỗ mê, thật là rất nhiều. Quả nhiên có thể hiểu sao nghĩa này mới là người tu tịnh độ. Kẻ chẳng biết nghĩa chân thật, cứ bảo hễ tọa thiền, tham thiền tức là có thiền, hễ niệm Phật tức là có tịnh độ, tự làm lầm mình, lại làm lầm người khác, di hại vô cùng. Đây là thuyết minh thiền tịnh có. Nay lại đem lời nói trong bài kệ phân tích từng đoạn, mới biết 80 chữ này cũng như trời đất xây dựng,
không một chữ nào là chẳng xác đáng, không một chữ nào có thể thay đổi. Câu kệ thứ nhất: có thiền có tịnh độ, như hổ mọc thêm sừng. Đời nay làm thầy người, đời sau làm Phật tổ. Vì người này có thể triệt ngộ thiền tông, minh tâm kiến tánh, rồi lại vào sâu kinh tạng, biết đủ pháp quyền thực của Như Lai, mà ở trong các pháp là chỉ lấy một pháp tín nguyện niệm Phật để làm đường lối chung, hạnh chánh đáng, dùng để tự lợi, lợi tha. Kinh Quán Vô Lượng Thọ, chỗ nói về thượng phẩm thượng sanh, là đọc tụng Đại Thừa, giải đệ nhất nghĩa, tức là người này. Cũng như con hổ mang sừng, vì người này thiền tịnh tu cả hai, có trí huệ lớn, có thiền định lớn, có biện tài lớn, tà ma ngoại đạo, nghe danh người này khiếp sợ, như cọp mang sừng, oai mạnh không ai bì kịp. Có kẻ nào tới học thì tùy cơ thuyết pháp, nếu tu cả hai thiền tịnh thì dùng cả hai thiền tịnh để nhiếp độ, nếu tu chuyên tịnh độ thì lấy chuyên tịnh độ để tiếp họ, chẳng kể kẻ thượng trung hạ căn, không một người nào là chẳng thấm nhuần đức trạch. Như thế há chẳng là bậc đạo sư cõi trời cõi người là gì? Đến lúc lâm chung được Phật tiếp dẫn, vãng sanh thượng phẩm, trong khoảng một khoảnh móng tay, hoa nở thấy Phật, chứng vô sinh nhẫn, bậc chót hết là chứng sơ trụ của viên giáo. Cũng có người vượt lên liền các địa vị, chứng đến bậc đẳng giác, sơ trụ của viên giáo liền có thể hiện thân ở trăm thế giới làm Phật. Huống chi sau đó quả vị càng cao hơn, thẳng đến địa vị thứ 41 là vị đẳng giác ư? Nên nói đời sau làm Phật tổ là vậy. Câu kệ thứ hai: không thiền có tịnh độ, muôn tu muôn vãng sanh, nếu được thấy Di Đà, lo gì chẳng khai ngộ. Vì người này tuy chưa minh tâm kiến tánh, nhưng quyết chí cầu sinh Tây Phương. Phật ở kiếp trước phát huệ nguyện lớn, thâu nhận chúng sinh như mẹ nhớ con. Chúng sinh quả nhiên có thể như con nhớ mẹ, chí thành niệm Phật thì cảm ứng đạo giao, liền được thâu nhận. Kẻ đã tu định huệ thì cố nhiên được vãng sanh. Ngay đến kẻ ngũ nghịch thập ác, lúc lâm chung khổ sở bức bách, xin hổ thẹn lớn, xưng niệm danh hiệu Phật, hoặc đến 10 tiếng, hoặc chỉ niệm 1 tiếng, rồi liền mạng chung, cũng đều được Phật hóa thân tiếp dẫn vãng sanh. Chẳng phải là muôn người tu, muôn người được vãng sanh ư? Người đó tuy niệm Phật không bao nhiêu, nhưng hết sức mãnh liệt, nên có thể được công hiệu mau lẹ như thế. Chẳng thể đem kẻ niệm Phật lững thững lờ đờ mà so sánh sự khó dễ. Đã sinh Tây Phương, thấy Phật nghe Pháp, tuy có chậm mau, chẳng giống nhau, nhưng đã dự vào địa vị thánh thì vĩnh viễn chẳng thoái chuyển. Tùy theo căn tánh càng sâu của người này, hoặc tiệm hoặc đốn, mà chứng các quả vị. Đã đắc chứng quả thì khai ngộ chẳng đợi nói nữa. Chính chỗ bảo là nếu được thấy Di Đà, lo gì chẳng khai ngộ. Câu kệ thứ ba: có thiền không tịnh độ, mười người chính lạc lối, cảnh trung ấm hiện ra, liền lần đi theo nó. Vì người này tuy triệt ngộ thiền tông, minh tâm kiến tánh, mà kiến tư hoặc phiền não hai hoặc chẳng dễ gì dứt trừ, phải cần trải qua sự rèn luyện khiến nó sạch hết, không còn sót, rồi sau mới có thể xuất ly phần đoạn sinh tử. Kẻ chưa dứt được một chút nào hoặc, cố nhiên chẳng cần bàn, ngay đến kẻ đã dứt cho đến còn một chút chưa thể sạch hết, thì luân hồi lục đạo cũng vẫn như cũ, khó trốn tránh. Biển sinh tử sâu thăm thẳm, đường bồ đề xa vời vợi, còn chần chừ chưa về đến nhà mà đã mạng chung. Người đại ngộ trong 10 người có đến 8-9 người như thế, nên nói 10 người chính lạc lối. Ấm cảnh là cảnh trung ấm thân, tức là lúc lâm chung những cảnh thiện ác, nghiệp lực của kiếp này và kiếp trước cùng hiện ra. Cảnh này một khi hiện ra, trong khoảng nháy mắt liền theo nghiệp lực thiện hay ác nào mãnh liệt nhất của mình mà đi thọ sinh trong đường lành hay nẻo dữ. Mình không thể tự chủ được một chút nào. Như người mắc nợ, kẻ mình nợ nhiều thì nó kéo mình trước, tâm mình đa đoan, chỗ nào nặng
thì rơi vào trước ngũ tổ giới, tái sinh làm ông Tô Đông Pha, sư thảo Đường Thanh làm Lỗ Công. Mấy vị này là bậc thượng, nên nói ấm cảnh nếu hiện ra liền đi theo nó. Ấm có nghĩa là che lấp, tức là do nghiệp lực này che lấp nên chân tánh chẳng thể hiển hiện. Có kẻ hiểu sai nghĩa chữ ấm, cho là ngũ ấm ma, chỉ vì chưa rõ nghĩa chữ thiền và chữ có trong kệ này nên mới nói sai như vậy. Lẽ nào người đại triệt đại ngộ, 10 người còn 9 người đi sai lầm đường, theo cảnh ngũ ấm ma mà đi, trước ma phát cuồng ư? Kẻ trước ma phát cuồng là lũ người tăng thượng mạng, chẳng biết giáo lý, chẳng rõ tâm mình, tu luyện một cách mù quáng. Thế nên phải phân biệt cho rành. Câu kệ thứ tư: không thiền không tịnh độ, dường sắt và cột đồng, muôn kiếp cùng ngàn đời, không một ai nương tựa. Có người bảo, không thiền không tịnh tức là kẻ vùi đầu tạo nghiệp, chẳng tu thiện pháp. Nói như thế cũng là lầm, vì pháp môn vô lượng, chỉ có thiền và tịnh là rất phù hợp căn cơ. Nếu người này chưa triệt ngộ ở pháp môn thiền, là chẳng cầu sinh tịnh độ, hời hợt tu các pháp môn khác, đã chẳng thể định huệ đều nhau, đoạn hoặc chứng chân, lại không có duyên nhờ từ lực của Phật A-di-đà mà mang nghiệp bản sanh, đem công đức tu trì chọn đời, cảm được phước báu nơi cõi trời người ở kiếp sau. Kiếp này đã không có chánh trí, kiếp sau ắt theo phước mà thoái chuyển, mê đắm đuổi theo ngũ dục, rồi tạo nhiều nghiệp ác. Đã tạo nghiệp ác thì khó trốn tránh quả báo ác. Khi trút hơi thở cuối cùng, liền rơi vào địa ngục, trải qua kiếp dài lâu, lấy giường xác cột đồng mà ngủ, hoặc nằm ôm giữ, để đền bao nhiêu thứ ác nghiệp, tham tiếng tâm hay sắc đẹp, giết hại sinh mạng của loài vật. Chư Phật Bồ Tát tuy rủ lòng từ bi thương xót, nhưng vì nghiệp ác che lấp nên cũng không từ đâu mà được lợi ích. Thiền sư Triệt Lưu đời nhà Thanh nói: người tu hành nếu không có lòng tin chân chánh cầu sinh Tây Phương mà tu các điều thiện một cách phù phiếm, đó là kết oán đời thứ ba. Tức là nghĩa này, vì kiếp này tu hành đến đời sau được phước, dựa vào phước mà làm việc ác liền phải đọa lạc, vui tạm được ở đời sau mà khổ để lại vĩnh viễn ở muôn kiếp. Dẫu rằng nghiệp địa ngục đã tiêu trừ, nhưng lại chuyển sinh vào loài ngạ quỷ, súc sinh, muốn trở lại làm thân người là cái khó trong muôn cái khó. Cho nên Đức Thế Tôn tay cầm nắm đất, hỏi A Nan rằng: đất trong tay ta nhiều hay đất ở đại địa nhiều? A Nan thưa: đất ở địa cầu nhiều. Phật nói: kẻ được thân người như đất ở trong tay, kẻ mất thân người như đất ở địa cầu. Muôn kiếp ngàn đời không người nào nương tựa. Đây vẫn còn ở trong phạm vi lời nói của bài kệ, mà chỉ nói thiển cận. Thiền sư Vĩnh Minh sợ người đời chưa thể đem nghĩa chân thật của thiền và tịnh xem xét cho rành rẽ, nên làm bài kệ này để tỏ rõ. Có thể bảo bài kệ này là chiếc bè báu để đưa người ra khỏi bến mê, ông thầy dẫn dắt người ra khỏi đường nguy hiểm. Công lao bài kệ này thật lớn, vì rằng hết thảy pháp môn chuyên nhờ cậy sức lực của mình, chỉ có pháp môn tịnh độ gồm cả nhờ Phật lực. Hết thảy pháp môn tu đến sạch hết nghiệp hoặc mới liễu sinh thoát tử, chỉ có pháp môn tịnh độ là mang nghiệp vãng sanh điền dự vào bậc thánh. Người đời chẳng xem xét cho pháp môn này là đồ vô dụng, thật đáng than dài. Người nay hay cho rằng tọa thiền được lâu, kháng thoại đạo được vừa đúng, lúc lâm chung đi được tốt lành, liền cho là liễu thoát. Biết đâu rằng câu nói trên là lời nói mớ ngủ của kẻ chưa khai chánh nhãn mà thôi. Nay xin dẫn mấy sự tích để làm chứng. Ở khoảng đời vua Càn Long, Gia Khánh triều nhà Thanh, có ba vị thiền tăng cùng là bạn tham thiền chung với nhau. Sau khi tịch đi, một người sinh ở Giang Tô tên là Bàn Uẩn Chương, một người sinh ở Vân Nam tên là Hà Quế Thanh, một người sinh ở Thiểm Tây tên là Trương Phi. Trong ba người này, chỉ có ông họ Bành còn có thể nhớ được việc kiếp trước của mình,
sao ông này vào kinh thí hội gặp hai ông kia, bèn nói lại sự tích kiếp trước ba người đều là sư. Hai ông kia tuy chẳng nhớ được việc kiếp trước, nhưng một khi gặp nhau liền coi như bạn cũ, thành ra kết giao thân thiết. Sau khi thí đình, ông họ Bành đậu Trạng Nguyên, ông họ Hà đậu Bản Nhãn, ông họ Trương đậu Thám Hoa. Ông họ Bành sau làm đến chức chủ khảo học đài, nhưng ham nữ sắc, sau chết già ở nhà. Còn ông họ Hà làm quan giữ chức chế đài ở Nam Kinh, gặp loạn Hồng Tú Toàn, ông để cho Nam Kinh thất thủ, bị vua Thanh hỏi tội, kết án tử hình. Ông họ Trương làm thầy dạy học cho vua Hàm Phong, khi Rợ Hồ muốn làm phản, dụ dỗ ông ấy đi rồi giết. Ba ông này xem ra chẳng phải là những vị tăng tầm thường, đáng tiếc chẳng biết cầu xin Tây Phương. Tuy được phước báo lớn, mà hai người chết bất đắc kỳ tử, chẳng được chết yên lành. Ông họ Bành lại ham nữ sắc, đến kiếp sau nữa sợ rằng chẳng còn được như thế này. Lại ông Ngô Ẩn Chi ở Tô Châu đậu Thám Hoa triều nhà Thanh, học vấn đạo đức tướng mạo đều tốt. Năm Dân Quốc thứ 10, ông này đi triều lễ Phổ Đà Sơn gặp tôi, tự nói kiếp trước là hòa thượng ở tỉnh Vân Nam. Vì ông là khách hành hương nên chẳng thể nói chuyện nhiều, tôi cũng chưa hiểu rõ nguyên do. Đến năm Dân Quốc thứ 11, tôi đến Dương Châu in kinh, ở nhà một đệ tử tại Tô Châu, nhân tiện lại thăm ông này, ý cho là ông ta chưa mê muội nhân kiếp trước. Kịp đến, khi gặp ông ta nói chuyện thì đã quên mất hết, từ đó không còn qua lại nữa. Năm Dân Quốc thứ 19, tôi bế quan ở chùa Bá Quốc. Đến tháng 11, ông ta cùng với hai ông Lý Ấn Tuyền, Lý Hòa Hiệp lại thăm tôi. Tôi hỏi ông ta, sao biết kiếp trước là một vị sư ở Vân Nam? Ông đáp, lúc 26 tuổi, tôi nằm mơ thấy đến một cảnh chùa, mà biết chùa này ở một huyện trong tỉnh Vân Nam. Chỗ tôi thấy hình dáng chánh điện, Phật đường, nhà cửa, cây cối trong chùa này đều là cảnh như thường thấy quen đã lâu, lại cũng thấy mình là nhà sư. Đến lúc tỉnh mộng, thấy rất rõ ràng, liền đem ghi chép ra giấy. Sau một ông bạn đi làm quan ở huyện này, tôi nhờ đem những tình trạng đã chép trong giấc mộng ra đối chiếu thì không sai một mảy may. Tôi nói, ông này đã 80 tuổi, không còn bao nhiêu ngày nữa, ông nên khôi phục sự nghiệp hòa thượng của ông đi, nhất tâm niệm Phật, cầu sanh Tây Phương, ngõ hầu chẳng phụ công tu hành lúc trước cực khổ. Ông ta đáp, niệm Phật có gì là lạ lùng đâu. Tôi nói, niệm Phật không có gì là lạ lùng, mà trên thế gian chẳng có mấy người niệm. Việc rất rỗi lạ lùng là việc ăn cơm hàng ngày, nhưng toàn thế giới không ai là chẳng ăn. Cái việc rất rỗi lạ lùng này, ông tại sao vẫn phải ăn? Ông ấy nín thinh không trả lời được, nhưng vẫn không cho là phải. Ông ta xoay qua hỏi hai ông kia, các ông có niệm Phật không? Hai ông trả lời, niệm. Ông ta vẫn không nói gì thêm, rốt cuộc chẳng chịu niệm Phật. Đến tháng chạp năm đó, chiều 30, lúc sắp lên đèn, ông liền từ trần. Vừa hay sống đúng 80 tuổi, ông này kiếp trước chắc cũng có công tu hành, nên kiếp này cảm được công danh to và lại sống lâu. Nhưng kiếp này chỉ làm trọn đạo luân thường, ngay đến Phật Pháp cũng chẳng còn tin nữa, há chẳng đáng buồn thương ư? Nhưng chuyện bốn ông nói trên, những ông này còn chưa có chỗ nào chứng. Ngay đến có chỗ chứng mà chưa dứt hết phiền não thì tự mình cũng khó ra khỏi vòng sinh tử. Như Viên Trạch Thiền Sư đời nhà Đường là một vị tăng có tu chứng, đã có thể biết quá khứ, vị lai mà còn chưa liễu sinh thoát tử. Huống chi kẻ chỉ biết ngồi thiền được lâu, lúc lâm chung đi được tốt lành, lại có thể liễu sinh thoát tử sao? Đời Đường, cha ông Lý Uyên làm quan thái thú quận Đông Đô, bị An Lộc Sơn làm phản giết đi. Ông Lý Uyên chẳng muốn làm quan nữa, đem nhà của mình đang ở sửa lại làm chùa Tuệ Lâm, thỉnh Viên Trạch Hòa Thượng làm trụ trì, mà ông ta cũng ở đó tu hành. Mấy năm sau, ông Lý Uyên muốn triều lễ chùa núi Nga Mi, mời Viên Trạch Hòa Thượng cùng đi.
Viên Trạch muốn đi theo đường bộ qua đất Thiểm Tây. Lý Uyên vì chẳng muốn đến kinh đô Trường An nên nhất định phải đi theo đường thủy qua ngã Kinh Châu. Viên Trạch tự mình đã biết trước chẳng thể còn trở về chùa nữa, bèn đem hậu sự mỗi mỗi kê khai rõ ràng ghép vào trong cuốn kinh, nhưng chẳng nói ra, rồi cùng Lý Uyên xuống thuyền đi. Khi thuyền đến dòng sông phía trên Kinh Châu, chỗ sông này địa chất rất nguy hiểm nên tuy trời chưa tối đã phải ngừng thuyền lại. Bỗng có một người đàn bà mặc áo gấm đang múc nước ở bên sông. Viên Trạch thấy người này bèn rơi nước mắt. Lý Uyên hỏi duyên cớ. Viên Trạch đáp: ta chẳng chịu đi theo đường này đi là vì sợ thấy người đàn bà này. Người này mang thai đã 3 năm, đợi ta đầu thai làm con. Nếu chẳng gặp còn có thể tránh khỏi, nay đã gặp, chẳng làm con bà thì chẳng được. Ông nên niệm chú trợ giúp tôi mau sinh, rồi đến ngày thứ 3 phải tới nhà thăm tôi. Tôi thấy ông sẽ cười để làm tin. Rồi sau 12 năm, đến đêm 15 tháng 8, ông đến chùa Thiên Trúc, đất Hàng Châu, bên cạnh giếng Cát Hồng, để gặp gỡ tôi. Nói xong, Viên Trạch tọa thoát. Người đàn bà liền đẻ con. 3 ngày sau, Lý Uyên tới thăm. Vừa mới thấy nhau, đứa con nít này liền cười. Sau Lý Uyên trở về chùa Tuệ Lâm, thấy dòng chữ ghi trước hầu sự trong cuốn kinh, càng tin thiền sư Viên Trạch chẳng phải người tu hành tầm thường. Qua 12 năm sau, ông Lý Uyên liền đi Hàng Châu. Đêm 15 đến chỗ ước hẹn chờ đợi. Bỗng, cách sông thấy một thằng nhỏ chăn trâu, cưỡi trên lưng trâu, lấy roi gõ vào sừng trâu hát rằng: ba sinh trên đá tinh hồn cũ, thưởng nguyệt ngâm phong chẳng kể chi, thẹn với cố nhân thăm hỏi tớ, thân này tuy khác tánh còn y. Lý Uyên nghe ngâm bèn tới thăm hỏi Đàm Đạo. Đàm luận đã xong, thằng bé lại hát rằng: thân sau thân trước việc mênh mang, muốn nói nhân duyên sợ đoạn trường, Ngô Việt giang sơn chơi đã khắp, má chèo quay lại bến Cồ Đường. Hát xong rồi cưỡi trâu mà đi. Các ông thử tưởng xem, thân phận thiền sư này đã tu đến bậc cao như thế mà còn liễu thoát chưa nổi, huống chi kẻ chỉ ngồi thiền được thời gian lâu, kháng thoại đầu được vừa đúng, đến lúc chết đi được tốt lành liền có thể liễu sinh thoát tử ư? Nhờ sức lực mình để liễu sinh thoát tử có sự khó như thế này, nhờ Phật lực để liễu sinh thoát tử có sự dễ như thế kia, mà người đời lại bỏ Phật lực chỉ nhờ tự lực, thật không hiểu họ ra sao. Này có thể dùng 2 câu vì họ mà nói thẳng ra, tức là nhận định sai lầm nên bị chướng ngại, cho rằng ta là người bậc thượng, siêu cả thiền lẫn tịnh, chẳng chịu làm cái việc không lạ lùng gì của kẻ tầm thường. Thôi, tương nguyện hết thảy mọi người suy nghĩ tường tận sự việc đã qua của 5 vị trên, sợ hãi như cha mẹ chết, như cứu đầu bị cháy, tự lợi lợi tha để tu tịnh nghiệp, mới có thể chẳng uổng kiếp sống này, chẳng uổng sự gặp gỡ này. Nếu muốn niệm Phật đạt định không xen tạp, phương pháp Ấn Quang Đại Sư ngài dùng một đời có thể giúp chúng ta, chúng ta có thể học tập. Phương pháp của ngài là 3 thứ rõ ràng. Thứ nhất là niệm được rõ ràng. Tốc độ niệm Phật không nên nhanh. Ấn Quang Đại Sư niệm từng chữ, chữ chữ phân minh rõ ràng, lỗ tai nghe rất rõ ràng, nghe âm thanh bản thân niệm Phật. Câu niệm danh hiệu Phật này là câu thứ mấy nhớ rất rõ ràng. Phương pháp ghi nhớ của ngài là từ 1 đến 10.
sau đó lại từ 1 đến 10, vĩnh viễn là 1 đến 10. Không nên đếm 11, 12, không niệm như vậy, 1 đến 10. Câu niệm Phật này của tôi là câu thứ mấy trong 10 câu? Dùng tâm ghi nhớ, không nên để lại dấu vết, không nên nói A-di-đà Phật 1, A-di-đà Phật 2, vậy là sai rồi, như vậy là không được. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, trong tâm nhớ đây là câu thứ mấy, như vậy tạp niệm sẽ không xen vào. Là một biện pháp rất tốt. Ấn Quang Đại Sư một đời niệm Phật chỉ dùng cách niệm như vậy. Có rất nhiều người niệm Phật không thể nhiếp tâm, vọng niệm rất nhiều. Đi thỉnh giáo Ngài, Ngài liền đem phương pháp này dạy cho họ, rất có hiệu quả. Mọi người có thể thử thử xem. Đặc biệt đối với người hiện nay, người hiện nay đều là tâm tính nóng nảy, vọng niệm rất nhiều. Từ đâu mà có? Truyền nhiễm mà có. Thứ gì truyền nhiễm đến cho quý vị? Truyền thông truyền nhiễm cho quý vị. Đầu tiên là tivi. Quý vị xem tivi hay không? Quý vị xem tivi chính là tiếp thu ô nhiễm. Phải biết trên tivi nhà quý vị viết 4 chữ tiếp thu ô nhiễm. Xem tivi là tiếp thu ô nhiễm. Ô nhiễm này là tâm lý ô nhiễm, phiền phức rồi. Tivi nó có quyền phát sóng, tôi có quyền không tiếp thu, tôi có quyền không xem nó. Tôi không xem tivi đã hơn 50 năm rồi. Vì sao vậy? Không tiếp nhận ô nhiễm. Không xem báo chí, không xem tạp chí, những thứ thuộc về truyền thông nhất loạt đều không để ý đến. Mỗi ngày xem kinh Phật, đọc sách thánh hiền, rất tốt. Dần dần mới giác ngộ trở lại. Mới thấu suốt trở lại. Không đọc sách thánh hiền thì làm sao được? Cho nên cách nói này có thể đem kinh giáo Tịnh Độ nói một cách rõ ràng, nói một cách thấu đáo, làm cho mọi người tin tưởng. Thật khó, khó trong những việc khó. Nói dễ dàng người ta không tin tưởng. Nên trong kinh A-di-đà, mười phương Như Lai xưng tán Thích Tôn, ở nơi thế giới ta bà ngũ trược ác thế này, vì chư chúng sanh thuyết pháp tất cả thế gian khó tin. Mười phương Như Lai đều nói khó tin. Chánh hiện thử pháp diệt nan khai thị. Thế Tôn ở trong kinh này nói thật không dễ dàng. Nếu như đây là pháp khó gặp khó tin, tuy đã gặp đã nghe, nhưng nếu như không thể tin sâu thì nghe được mà chẳng ích gì, cuối cùng cũng cô phụ. Hiện tượng này rất nhiều. Kính thưa chư vị đồng tu, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng quý đạo hữu về những bài pháp ngữ vô cùng quý báu được cung lục từ các bài giảng lớn của Hòa Thượng Tịnh Không. Tập niệm thầm, niệm trong lòng, nghe trong tâm. Cách nghe này chính là cách phản văn văn tự tánh của Quan Thế Âm Bồ Tát.
tính nguyện trì danh, đơn giản chỉ là một câu A Di Đà Phật này. Phải thường niệm. Mọi lúc, mọi nơi, đừng gián đoạn. Tập niệm thầm, niệm trong lòng, nghe trong tâm. Đừng niệm nhanh. A Di Đà Phật. Tốc độ như vậy là được. Mỗi một chữ niệm cho thật rõ ràng, nghe cho thật rõ ràng. Nghe như thế nào? Tai phải nghe âm thanh bên trong, không mở miệng niệm. Niệm thầm có âm thanh, tai phải chăm chú nghe Phật hiệu bên trong, nghe cho rõ rõ ràng ràng. Niệm cho rõ ràng, nghe cho rõ ràng. Quan trọng hơn bất cứ thứ gì, bạn có thể nghe rõ ràng từng chữ một thì sẽ không có vọng niệm xen vào. Nếu mà bạn không nghe thì liền có vọng tưởng, có tạp niệm, sẽ phá vỡ hết công phu niệm Phật của bạn đi. Vì thế nhất định phải nghe. Cách nghe này chính là phương pháp tu hành của Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Âm dùng nhĩ căn, phản văn văn tự tánh. Ngài chẳng phải nghe bên ngoài mà Ngài nghe từ bên trong. Quan Âm Bồ Tát tu pháp môn gì mà thành tựu vậy? Chắc hẳn cũng là tu niệm A Di Đà Phật mà thành tựu đấy. Đại Thế Chí Bồ Tát là niệm A Di Đà Phật thành tựu. Vậy Quan Âm Bồ Tát cũng chẳng ngoại lệ đâu. Ngày nay chúng ta đem phương pháp của Quan Âm, Thế Chí hợp lại thành một, chính là cái phản văn của Quan Âm Bồ Tát. Chúng ta nghe cái gì? Chúng ta chỉ nghe A-di-đà-phật. Những thứ khác thì đừng có nghe. Cũng tức là những thứ khác đều đừng để trong lòng. Trong lòng chỉ để A-di-đà-phật. Những thứ ngoài A-di-đà-phật ra đều không để trong tâm. Có công việc tới, ta rất rõ ràng. Công việc làm xong rồi, coi như không có việc ấy nữa. Tuyệt đối chẳng để những chuyện ấy trong lòng, chỉ để A-di-đà-phật trong tâm mà thôi. Được vậy, bạn ở trên thế gian này, bất luận làm công việc gì, đều chẳng có chướng ngại. Lão Hòa Thượng Hải Hiền đã vì chúng ta biểu diễn trong sinh hoạt Phật hiệu không gián đoạn. Lúc ăn cơm không gián đoạn, khi mặc áo không gián đoạn, trong công việc không gián đoạn, bất kỳ làm việc trong các ngành nghề nào, trong lòng Phật hiệu không gián đoạn, công phu này là vô cùng đắc lực. Dăm ba năm thì công phu thành khối rồi. Nguyện đem công đức này
trang nghiêm Phật tịnh độ, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, nhược hữu kiến văn giả, tất phát bồ đề tâm, tận thử nhất báo thân, đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật. Cẩn dịch Diệu Hạnh, diễn đọc Trí Lan. Để ngõ hầu lập thành công đức hồi hướng phước báo, để cầu nguyện cho toàn thể gia đình cùng thân bằng quyến thuộc được phước thọ tăng long, cầu siêu cho hương linh Nguyễn Thị Thu Vân pháp danh Diệu Âm Liên Tình, cùng hồi hướng cho cửu hiền thất tổ, ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp đã quá vãng được siêu sanh tịnh độ. Kính bạch chư tôn đức, giờ đây trước đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh dưới ánh hào quang của mười phương chư Phật, dưới sự chứng minh trong chánh niệm của quý ngài, giờ đây có Phật tử là cảnh cường xin được đại diện cho toàn thể gia đình cung kính dâng lên lời tắc bạch nam mô tổng nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại chứng minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch trên sư phụ Thượng Giác Hà Nhàn. Kính bạch chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể chư vị liên hữu đồng tu. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 1 năm 2019 dương lịch, tức nhằm ngày mùng 1 tháng 12 năm Mậu Tuất. Gia đình chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch. Trong giờ phút trang nghiêm và thiêng liêng này, gia đình chúng con cùng những người thân quyến quỳ trước Phật đài, quỳ trước sư phụ và chư tôn đức. Chúng con vô cùng ngưỡng mộ và biết ơn sư phụ đã thành lập nên Pháp hội niệm Phật A Di Đà và phòng hộ niệm Quan Âm Tịnh Thất này, để mọi người gần xa để có thể về đây tu tập cầu giải thoát khỏi ta bà đau khổ, để về với cõi Tây Phương Cực Lạc an vui của Đức Phật A Di Đà. Sư phụ rất từ bi thương xót chúng sanh, nên đã cứu mang rất nhiều người có hoàn cảnh neo đơn không nơi nương tựa, bệnh hoạn ngặt nghèo, đem về đây chăm sóc nuôi dưỡng, hướng dẫn cho cách niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Khi lâm chung, sư phụ đã làm đám
cho họ rất long trọng, ấm cúng như thể đó là những người thân của mình. Tịnh thất Quan Âm là nơi cư mang rất nhiều những người có tâm niệm mong cầu về với cõi Đức Phật A Di Đà. Sư phụ luôn đề cao mọi hành giả tịnh độ ăn chay niệm Phật và phóng sanh, tránh xa biệt việc ác, làm nhiều những việc lành, và còn rất nhiều những điều mà gia đình chúng con không thể kể nói hết ra đây. Bà của chúng con là Nguyễn Thị Thu Vân, pháp danh Diệu Âm Liên Tịnh, hưởng thọ 86 tuổi, được vào phòng hộ niệm tại tịnh thất Quan Âm và ra đi nhẹ nhàng, thoại tướng bất khả tư nghị, làm cho đại gia đình chúng con khởi phát tâm tính về pháp môn tịnh độ, đặc biệt là pháp môn hộ niệm. Hôm nay được sự cho phép của sư phụ nên gia đình chúng con sắm sửa lễ vật tịnh tài thành cúng dâng lên cúng dường cho sư phụ cùng quý chư thầy. Con kính chúc trên sư phụ và quý thầy quý chú từ bi ai mẫn nạp thọ cho gia đình chúng con được thấm nhuần công đức và hoàn thành tâm nguyện. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong mười phương khắp pháp giới, cùng tất cả chư vị oan gia trái chủ của quyền thất tổ trong nhiều đời nhiều kiếp, hữu hình và vô hình, nếu có ai thấy nghe đều phát bồ đề tâm, hết một bảo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Sau cùng chúng con xin kính chúc sư phụ, quý thầy cùng quý chú cũng như tất cả hành giả tịnh độ tại tịnh thất Quan Âm này được dồi dào sức khỏe, mau chóng thành tựu tịnh nghiệp, biết trước ngày giờ vãng sanh, khi được ra đi được Đức Phật A Di Đà, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát hiện thân tiếp đón, tất cả bề Tây Phương Cực Lạc thượng phẩm thượng sanh. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Ân Sư Thượng Giác Hà Nhân Chứng Minh, kính bạch trên Chư Tôn Đức Chứng Minh. Kính thưa toàn thể Phật tử, vừa qua là những lời thất bạch đại diện cho gia đình, và giờ phút này chúng con thành tâm đi đầu và đảnh lễ cung thỉnh Ân Sư Thượng Giác Hà Nhân cùng Chư Tôn Đức xứng lễ niệm Phật để chứng minh. Trên lễ ngày hôm nay chúng con thành kính cung thỉnh sư phụ từ bi hoan hỷ xứng lễ. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Trên sư phụ và chư tôn thiền đức đã hoan hỷ chứng minh nạp thọ, tất cả chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường tam bái. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, nghìn lần cao quý thay Phật tuyên dương pháp thí diệu hiền, là phúc điền cho muôn loài gieo duyên, là mô phạm cho nhân thiên cung kính, để cho buổi lễ cúng dường trai tăng hôm nay được thọ toàn viên mãn, chúng con nhất tâm cầu thỉnh Ân Sư Thượng Giác Hà Nhàn từ bi hoan hỷ vận chuyển thiền âm ban đạo từ cho buổi lễ cúng dường trai tăng hôm nay. Chúng con thành tâm kính cung thỉnh sư phụ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị đồng tu. Hôm nay ngày mùng 6 tháng 1 năm 2019, nhằm ngày 1 tháng 12 năm Mậu Tuất âm lịch. Hiện giờ là 8 giờ 44 phút sáng giờ Việt Nam, Giác Nhàn đang có mặt tại tỉnh Thất Quan Âm và A Di Đà Phật. Thưa quý vị, hôm nay bước sang năm mới, năm 2019. Thì cũng đầu năm mới dương lịch. Giám nhàng bằng tấm lòng chân thành chúc cho toàn thể chư tôn đức tăng ni và toàn thể quý Phật tử có mặt tại tỉnh Thất Quan Âm, cũng như sau khi làm cái đĩa này xong, quý vị được xem cái đĩa này, giống như có tấm lòng chân thành gửi đến lời chúc cho toàn thể quý vị thân khỏe, tâm an, vô lượng quang thọ và A Di Đà Phật. Mạc nhân Sa Môn Thích Giác Nhàn hôm nay bằng tấm lòng chân tình mong tất cả mọi người đạt được thân khỏe, tâm an, vô lượng quang thọ. Muốn đạt được thân khỏe, không đau bệnh, quyết định chúng ta phải ăn chay trường. Mẫu người biểu pháp lý tưởng mà chúng ta được nghe Lão Phật gia Tịnh Không Pháp Sư hay giới thiệu đó là Lão Phật gia Hải Hiền. Hòa thượng Hải Hiền sống 112 tuổi. Có những người hỏi ngài vì sao mà sức khỏe tốt mà sống thọ như vậy. Ngài nói sở dĩ sức khỏe tốt đó là do ăn chay trường. Sở dĩ sống thọ đó là ngài phóng sanh. Phóng sanh là công đức vô ý thí, thọ mạng kéo dài. Ăn chay trường là người này có sức khỏe ít bệnh hoạn. Lời của Lão Phật gia Tịnh Không Pháp Sư không lừa gạt chúng ta. Ngài là vị Bồ Tát hóa thân xuống trần này để độ chúng sanh. Chỉ còn đúng tháng nữa là 94 tuổi, thế mà ngài vẫn giảng pháp mỗi ngày. Vì sao ngài đạt được cái thân khỏe tâm an? Sở dĩ thân ngài khỏe không uống một viên thuốc nào cả, đó là ngài thực hành cái pháp ăn chay và phóng sanh, đúng theo cái điều thứ ba trong tịnh nghiệp tam phước, đó là từ tâm bất sát. Hôm nay Giác Nhàn nói đến cái việc từ tâm bất sát trong quán kinh Vô Lượng Thọ, đó là chánh nhân để chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cho nên đôi khi Giác Nhàn chúc quý vị nhưng mà không nói để chúng ta đạt được, thì lời chúc này cũng là lời chúc suông. Quý vị nghe tai này lọt qua tai đó, mình không thực hành được. Cho nên những người bệnh hoạn, đó là chúng ta gieo một cái nhân gọi là ác nhân, ăn thịt chúng sanh, tức là ăn thịt cha mẹ của mình trong quá khứ và ăn thịt của Phật trong vị lai. Điều này trong kinh nói rất rõ, tứ sanh phụ mẫu. Muốn đạt được cái thân khỏe không bệnh hoạn, chúng tôi nhắc lại, phải ăn chay trường và thực hành cái pháp phóng sanh. Tổ sư Ấn Quang ngài nói rằng nếu ai ăn chay khuyến khích người ăn chay đồng với lại phóng sanh. Vì người này khi ăn chay thì con thú này nó đỡ chết, người ta bớt giết nó. Vì vậy cho nên chúng tôi cật lực đề xướng cái pháp môn ăn chay và phóng sanh. Thứ hai, chúng ta muốn cho tâm an thì người này phải niệm Phật.
sức khỏe và trí tuệ đó là tài sản quý nhất của con người. Nếu chúng ta có sức khỏe rồi mà chúng ta có thêm trí tuệ nữa, đó là tài sản quý báu nhất. Mà muốn có trí tuệ thì người này bắt buộc, lắng nghe chỗ này, phiền não nhẹ thì trí tuệ nó mới phát sanh. Quý vị có nghe cái câu là phiền não khinh tí trí tuệ trưởng không ạ? Có không ạ? Cái nguyên lý của nó là phiền não phải nhẹ. Mà muốn cho phiền não nó nhẹ thì người này phải niệm Phật, thì tâm người này mới an. Vô lượng quang thọ, người này muốn được tuổi thọ kéo dài, con người này phải niệm Phật. Bởi vì trong danh hiệu Phật A-di-đà có được cái tánh đức, cái đức tướng vô lượng thọ trong đó. Đó là chánh hạnh. Còn cái trợ hạnh, người này phải ăn chay phóng sanh. Con người này muốn được vô lượng quang, người này phải niệm Phật. Trong danh hiệu Phật A-di-đà còn được một cái tên nữa, cái danh xưng nữa, đó là vô lượng quang. Lấy cái vô lượng quang của Đức Phật A-di-đà là câu Phật hiệu, là cái quả giác Đức Phật tu A-di-đà tu đã thành rồi đó. Mình lấy cái quả giác đó mình làm cái nhân địa để mình tu. Không có thể nào lấy một cái phước báu của thế gian giàu cho bảy báu sa cừ, mã não, san hô, lưu ly, hổ phách mà so bì với công đức niệm Phật được. Cho nên mới nói là câu A Di Đà Phật là vô lượng công đức. Tuy nhiên Ấn Tổ nói chúng sanh bỏ giác hiệp trần, bỏ đi cái tánh giác sẵn có là thị giác, bỏ đi cái quả giác A Di Đà Phật hợp với trần lao phiền não, cho nên nó mất hết đi cái diệu dụng của tánh đức. Chỗ này hơi sâu một chút, phải chịu khó lắng nghe. Những Phật tử hàng tuần chủ nhật về nghe được cái dòng pháp của Văn Sao Ấn Tổ, bây giờ chúng ta nghe cái là nó vô khớp liền, tinh thần chúng ta đã nhập vô được. Còn khi chúng ta nghe không vô, nó nặng nề cái đầu, buồn ngủ, khó chịu. Đó là cái lòng cảm xúc của Giác Nhàn trong sáng hôm nay. Thực sự gia đình của chú Cường với cô Trúc biết Giác Nhàn cũng lâu lắm. Hôm nay có bà dì bệnh nặng đưa qua đây, thì tỉnh thất Quan Âm mình có được 100 thành viên trong ban hộ niệm săn sóc lo lắng cho tất cả mọi người khi đến phòng hộ niệm, giống như cha mẹ của mình, giống như thân bằng quyến thuộc của mình. Không một điều kiện, không một điều kiện giá cả gì cả. Bởi vì giúp cho người này giảng sanh thành Phật, công đức này lớn lắm. Cho nên họ tin điều này, họ lo lắng rất là kỹ lưỡng. Vì vậy cảm được cái tấm lòng của chú Cường và cô Trúc, hôm nay bỏ 100 triệu ra cúng dường trai tăng. Số tiền này không phải là ít. Có những người giàu lắm, họ có vài chục tỷ, vài trăm tỷ để trong ngân hàng, họ lo cặm cụi làm ăn, họ thấy thiếu, họ phải kiếm thêm. Họ bỏ ra 1 triệu, họ bỏ không nổi. Nhưng mà khi mà họ hưởng phước để họ tạo nghiệp, mà cái người hưởng phước là tạo nghiệp, đến ngày đám giỗ của cha mẹ, bắt đầu họ mời thân bằng quyến thuộc, bạn bè đến linh đình cổ tiệc. Gà, vịt, heo họ dập, họ giết, họ ăn. Mà vì sao họ sát sanh, họ tạo nghiệp như vậy mà thọ mạng họ còn, họ vẫn giàu có vậy ta? Họ đang hưởng cái phước thừa của đời trước, thọ mạng đời trước họ có tích lũy, cho nên đời này họ tạo nghiệp ác, sát sanh mà họ vẫn còn sống. Họ còn một cái phước báu tích lũy trong mạng, họ có tài, cho nên đời này họ làm ác mà họ vẫn làm ăn giàu có. Chúng ta đừng có nói sao họ làm ác như vậy và họ vẫn giàu có, họ vẫn sống sờ sờ. Nhân quả ba đời hạng phàm phu chúng ta không thể hiểu nổi. Vì cái quy chế của các vị tiền bối đi trước, hộ niệm không có điều kiện,
dầu đến nhà họ hoặc họ mang đến chùa, nếu họ có điều kiện họ tỳ hỷ bằng tấm lòng của họ, không có giá cả. Vì cái không điều kiện như vậy chạm đến cái tâm của hai vợ chồng chú này mới phát tâm được 100 triệu, chứ còn không thì cái hòm 4-5 triệu rồi thiêu 4-5 triệu, cùng lắm đưa 20 triệu là xong. Nhưng hôm nay họ cảm được cái tấm lòng của ban hộ niệm cũng như là quý thầy, quý Phật tử, cho nên họ bỏ lại nhiều hơn cái số tiền mình có điều kiện với họ. Cho nên tâm rộng thì cảnh nó rộng, pháp giới này nó rộng. Tâm mình so đo hẹp hòi ích kỷ thì thế giới này sẽ hẹp hòi nhỏ, giống như cái chén. Cái tâm mình như cái chén thì nước mưa trời nó ngày đêm, trên trời nó mưa ngày đêm đi nữa thì nó vẫn đựng bằng đủ cái chén. Đây là kinh Phẩm Hạp Muối, Đức Phật nói trong kinh Nikaya. Mà khi cái tâm mình nhỏ như cái chén, đựng một chén nước mưa bao nhiêu nó cũng như vậy. Tức là mình làm của cải nhiều, người ta đưa đến mình rồi nó cũng gục tay này vô qua tay kia, vô nhà rồi nó cũng ra phía sau, vô nhà trước ra phía sau, nó hết sạch. Mà khi một điều ác nó đến cũng giống như nắm muối mà bỏ vô cái chén thì nó mặn uống không nổi. Cái tâm nhỏ hẹp mà khi cái ác nhân đã tạo rồi, bắt đầu ác báo, ác quả nó đến thì chịu không nổi. Người này rất khổ đau và tiếp tục phải tạo ác nhân để lãnh ác quả ác báo nữa. Còn nếu người này họ có khai mở được cái tâm lượng do họ nghe pháp, tụng kinh, niệm Phật, lễ Phật, họ tin được nhân quả, cái tâm họ rộng lượng, giống như lu nước, giống như hồ nước, mưa bao nhiêu vô nó cũng chứa được hết. Nắm muối bỏ vô cái lu nước, vô hồ nước nó pha loãng. Điều ác là nắm muối bỏ vô trong cái tâm những người này nó pha loãng. Cho nên cái người mà có niệm Phật, có ấn tống kinh, có phóng sanh, có ấn tống tượng Phật, tội quá khứ nặng thành nhẹ, mà nhẹ thì biến mất. Trong 10 công đức ấn tống kinh tượng Phật có nói như thế. Cho nên dân nhàn hôm nay thay mặt với chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể đại chúng hôm nay tán dương cái công đức của gia đình của chú Cường làm cho bà dì. Thì không những mình làm cho bà dì không, mà mình làm cho chính bản thân của mình nữa. Mình lấy một cái đèn mình cho người ta mồi, 100.000 người mồi, cái đèn mình cũng không mất chút nào, mà cả một vùng đó nó sáng lắm. Ấn Tổ có nói cái ví dụ này. Mình có được 100 triệu, 200 triệu, 5 triệu, 10 triệu, mình cúng dường cái bữa đó là bao nhiêu người đó người ta hoan hỷ, người ta dùng một bữa ăn cơm, hoặc người ta những con cá nó được cứu. Hôm nay phóng sanh 20 triệu, 30 triệu nấu ăn, 50 triệu cúng dường bị thư quà. Thì cái đồng tiền này giống như một ngọn đèn đưa cho mọi người mồi, nó sáng cả một cái vùng đó mà mình không mất một chút nào hết. Cũng như hôm nay 100 triệu mình đưa ra, trên hiện tượng giới là mình thấy mất, nhưng mà trong mạng mình nó gấp không biết bao nhiêu lần. Cho nên có những người, người ta nói người ta nghèo quá đi, người ta không có tiền. Hỏi con nghèo như thế nào, kêu mới được có 5 tỷ trong ngân hàng, bây giờ phải tím thêm cho nên giờ nghèo quá. Còn hai vợ chồng đó có cái khố miếng vải che thân, vợ đi sinh thì ông chồng ở nhà phải đóng cửa không dám đi ra ngoài. Hai vợ chồng thay phiên nhau như vậy, họ biết cái nhân nghèo đây là không biết bố thí, họ mới giặt cái khố sạch sẽ, rồi bắt đầu họ mới dâng cúng cho Phật. Khi Đức Phật đi khất thực đi ngang qua là họ cúng cả tài sản cho họ, của họ luôn, chấp nhận cúng xong là ở nhà chết đói chứ không đi sinh được nữa, chấp nhận chết giờ cúng cho Phật, không biết cái dịp nào để cúng. Phật chứng minh xong rồi về kể cho các vị vua Ba Tư Nặc đồ nghe xong rồi họ khởi được tấm lòng quý kính hai vợ chồng người này, đến xây nhà xây cửa cho họ ở, họ chết họ được sanh thiên. Cho nên chúng ta khai mở tâm lượng được để phát tâm cúng dường không phải là dễ đâu. Phải gặp thầy sáng, bạn hiền, gặp được một cái duyên nào thù thắng lắm chúng ta mới dám phát tâm để mà bỏ ra để cúng dường.
Lẽ dĩ nhiên tịnh thất Quan Âm khi hộ niệm xong không bắt quý vị phải bỏ 100, 200, chúng ta cũng không có phải là nhà nghèo thấy nhà chú Cường cúng 100 mình cũng đi mượn, mình cúng mượn xong rồi về không có tiền trả người ta chửi phiền não. Thì cái này gọi là phan duyên cúng dường không tốt. Không có đồng nào cũng được, đi lên đó cái mình nói quý thầy bữa đó nhà ngày giỗ 49 ngày con thiệt sự không có tiền, mấy thầy nấu mâm cơm đi cúng mẹ con, mấy thầy quan hỷ nấu mâm cơm mình lên mình tha thiết cúng dường, mình niệm Phật 2 ngày mình hồi hướng cho mẹ hoặc cha của mình, công đức vẫn thù thắng. Cái đây là chúng tôi nói chân tình. Đó là cái việc hôm nay nhàn muốn nói đến quý vị để quý vị thông hiểu được cái việc trợ niệm của tịnh thất Quan Âm. Hôm nay chân tình muốn hỏi quý thầy, quý chú, quý sư cô, quý Phật tử á, ai muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc giơ tay lên. Cảm ơn quý vị. Ủa muốn thiệt á hả? Muốn thiệt á hả? Có cô kia giơ hai tay luôn. Chúc mừng quý vị. Bữa có cô Phật tử ở Houston á, cả một đạo tràng cũng mấy trăm người bên Mỹ, vị thầy đó hỏi ai muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, đúng con mình cổ giơ lên đó. Cô Diệu Tịnh cổ giơ xong rồi cổ nhìn cổ thấy sao con mình mà cổ vẫn để tay về cổ giơ lên. Vị thầy đó mới nói là Tây Phương Tịnh Độ ở trong tâm của mình đó, tìm ở đâu mà xa mà đòi về Cực Lạc. Ngoài tâm không Phật, ngoài tâm không độ. Họ nói lý tánh của nhà thiền. Ấn Tổ rầy người này dữ lắm. Làm như vậy thui chột cái mầm vãng sanh của những người liên hữu. Hôm nay quý vị mà chưa thấy Tây Phương Cực Lạc mà dám nguyện về là thiệt là phải nói Mạc Nhân Thích Giác Nhàn cúi đầu bái phục. Thật sự khi mà mình phát nguyện như vậy, tên của mình có bên hoa sen, ghi tên của mình bên Tây Phương Cực Lạc trong hoa sen có ghi tên của mình. Và bên này mình làm gì, mình khởi niệm như thế nào, Đức Phật A Di Đà bên đó biết hết, không thể lừa dối được. Lúc còn sống thì chúng ta có thể lừa dối rồi đeo mặt nạ, giả người hiền, người lành. Nhưng mà lúc chết thì nó phải xuất hiện ra, không đóng kịch được. Và trong tâm mình như thế nào Phật biết, cho nên Phật không có đưa lộn về đâu. Cho nên Ấn Tổ mới nói là muốn về liền được về, gió trăng quê cũ hỏi có ai trăng. Vì sao mình muốn về mà mình không về được vậy ta? Nó có cái nguyên lý ở trong đó. Thứ nhất là cái tâm mình không tịnh, cho nên nó chưa tương ưng với lại tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, đúng không? Tâm chưa tịnh. Sáng nay Hòa Thượng Tịnh Không nói câu này. Sáng rồi, mỗi buổi sáng mở văn sao, nhưng mà sáng nay mở cái đĩa của Hòa Thượng. Hòa Thượng nói cái người mà không được vãng sanh là nguyên do tâm họ chưa tịnh, cho nên cõi Phật tịnh độ chưa hiện ra. Vì sao tâm họ chưa tịnh? Vì họ dính trần cảnh, ngũ ấm ngăn che, sắc thọ tưởng hành thức, tài sắc danh thực thì, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng. Nhưng mà có nhiều người trong này họ sẽ thắc mắc, họ kêu là họ đang có tài sản, có vợ, có con, có nhà, có cửa, có cuộc sống, mà sao bắt họ chết? Họ nói vãng sanh là chết. Nhưng mà hỏi kỹ lại họ là không nguyện vãng sanh có chết không ạ?
cũng chết à? Mà chết thì chắc chắn không được vãng sanh đúng không ạ? Mà cái người nguyện vãng sanh họ cũng chết nhưng mà họ được vãng sanh đúng không ạ? Mà cái người không nguyện vãng sanh lúc họ chết họ không biết đi đâu, trước mặt mịt mịt mờ mờ, mênh mênh mang mang, sinh lộ đã bị đóng cửa rồi. Vì họ đang tạo cái nhân của tam đồ tham sân si, nó tương ứng địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Cho nên Ấn Tổ nói nếu không nguyện vãng sanh để giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành, đừng làm các ác, văn làm các thiện á, thì người này á, nếu mà làm là thiện nhân, mà không làm được gọi là ác nhân. Ác nhân thì ngăn cách xa với Phật, làm lò súc sanh cũng không được nữa, chứ đừng nói làm người. Cho nên cái lời của Tổ sư Ấn Quang, người nào mà đọc vô mà yếu bóng vía chịu không nổi, đau đầu chịu không nổi, bởi vì Ngài nói nó mạnh để mình chuyển phàm. Tâm tịnh tức cõi Phật tịnh, tâm tịnh cõi Phật tịnh hiện ra, không muốn nó cũng hiện, vì tâm mình nó đã tương ưng rồi. Mà muốn làm sao cho tâm tịnh, chỉ có một cái nguyên lý duy nhất, niệm Phật tâm mới tịnh được. Niệm sao? Hồi nãy có mở cái đoạn 12 phút quý vị xem, chứ ngàn cô đi cô lại, cô đi cô lại cái đoạn Hòa Thượng Tịnh Không khai thị, vì Ngài nói ở trong văn sao ra. Cái thứ nhất là khi chúng ta công phu đối trước Phật, chúng ta niệm 6 chữ. Trong này cũng có mấy chú hôm qua gặp chúng tôi ở khu chuyên tu, chúng tôi làm cái đài tâm thánh, chú lên chú nói con đang bị băn khoăn giữa 6 chữ với 4 chữ. Lúc trước thầy niệm 4 chữ, bữa nay thầy niệm qua 6 chữ, giờ con không biết là phải làm sao. Thì Văn Nhàn nói khỏi phải làm sao hết, Tổ sư Ấn Quang nói mình là kẻ phàm phu, cung kính mình chưa đủ, thì đối trước Phật mình xưng Nam Mô A Di Đà Phật. Còn khi mà mình đi mỗi lúc mỗi nơi, mình niệm trong tâm 4 chữ A Di Đà Phật, bớt 2 chữ dễ niệm hơn. Tâm mình đã cung kính thì mình niệm 6 chữ cũng cung kính, mà 4 chữ cũng cung kính. Nhưng mà cái tâm mình nó chưa đạt được cái cung kính tột cùng, cho nên mình đối trước Phật phải niệm 6 chữ. Trong tâm mình niệm 4 chữ vẫn cung kính Phật, tốt. Nghe xong con kêu con quyết định làm theo ý thầy. Bởi vì mình nói là chắc chắn như vậy, không có ngờ vực chút nào hết. Coi trong văn sao Ấn Tổ nói chắc chắn như vậy. Lão sư này cũng phải niệm 6 chữ cái lúc định đối trước Phật, nhưng mà trong tâm mình niệm 4 chữ nó dễ niệm hơn. Mà cái cách mình niệm để mà nhớ số, lão sư Tịnh Không nói Ấn Tổ dùng cả một đời, khoảng 3 đến 5 năm là thành khối rồi, khoảng 8 đến 10 năm là được sự nhất tâm. Đó là những người dở nhất, dở ẹt, dở như Văn Nhàn á. Còn mấy người mà dở giỏi một chút, họ niệm thêm 15 đến 20 năm là họ vô lý nhất tâm. Mà sở dĩ vì sao họ niệm mà họ chưa có đạt được cái cảnh giới này? Vì miệng họ niệm mà tâm họ nó nhớ vẩn vơ, cho nên Ấn Tổ mới kêu bây giờ quay lại nhớ số 1 đến 3, 4 đến 6, 7 đến 10. Bữa nay tịnh thất Quan Âm buổi sáng cho quý vị áp dụng cái cách niệm 3, 3, 4 đó. Nay cũng có cô Hội Trí, em cô Hoa Tâm đi, cô cũng dùng cái cách này. Cô nói cái tự nhiên trong lòng vui hoan hỷ, bởi vì họ đi đúng đường. Bọn phàm phu chúng ta là chúng tôi cũng như quý vị, mà niệm cái miệng niệm mà để cái tâm không không, nó chạy đi đâu mà qua tới Mỹ luôn, nó qua tới San Jose chịu nó. Nó đi đâu hả? Không kéo nó lại được. Mắc cười đang làm cái đài tam thánh. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đến số 3 nó còn nhớ nha. Bắt đầu bước sang số 4. Nam mô A Di Đà Phật. Số 5 cái nó kêu trời, cái miếng gạch nó lót. Kiểu đó không được rồi đó. Nhưng mà nó có một cái đặc biệt là khi mà mình nhớ số mà mình chạy ra khỏi số là mình biết liền. Hiểu không?
Còn nếu không nhớ số nó chạy mình không biết. Nó tinh vi lắm, cái tâm này nó tinh vi không thể nào tưởng tượng. Nó tinh xảo, phải nói là nó tinh xảo kinh khủng. Nếu không nhớ số thì mình không biết cái tâm nó chạy. Mà dẫu cho mình biết nó chạy kéo lại cũng kéo không được. Không có điểm tựa để mà kéo. Giờ nhớ Phật nhớ cũng không được. Mà khi mà vô định nhớ số lâu ngày rồi, nhớ cái là tâm thánh xuất hiện trong đầu liền. Cái này là những vị tiền bối họ đi trước, họ có thành tựu, họ không lừa gạt chúng ta. Còn khi mà đi ra bên ngoài, mỗi thời mỗi lúc trong tâm niệm bốn chữ thiết trọng: A Di Đà Phật. Vì cái tâm mình nó còn yếu dữ lắm. Yếu như đứa trẻ mà mới bắt đầu bước đi á, thì người mẹ phải cầm cả hai cái bàn tay nó dìu nó đi chập chững. Ở đây ai có con biết phải không? Nhưng nhà không có con không biết vụ này, nhưng mà nó biết cái kiểu là nó đi vậy đó, vậy vậy phải không? Cái bắt đầu nó đi nó vững cái chân rồi, mình nắm hai cái ngón tay nó thôi dìu cũng được. Xong rồi á, nó đi được, nó cứng rồi mình thả nó luôn, nó dựa tường nó đi. Sau thời gian cái nó chạy được, ôi con tôi đi được rồi, chạy được rồi, mừng quá. Thì cái tâm mình cũng y chang như vậy. Bước đầu niệm câu Phật hiệu nó yếu dữ lắm, nó yếu dữ lắm. Thì mình phải thiệt chậm, mà càng chậm chừng nào nó ghi càng đậm vô trong tâm thức. Hòa Thượng đã chậm rồi mà chúng tôi chậm nữa. Hòa Thượng nói A Di Đà Phật, chúng tôi chậm hơn nữa. A Di Đà Phật, từng chữ bắt đầu từ từ mình thấy cái tâm mình bắt đầu nó thay đổi. Cũng từ cái vọng niệm nó cầu quay, mình không nói gì mà nó cứ cầu quay cái vọng niệm ở trong đó. Vì mình đổi lại cái câu Phật hiệu, rồi tất cả việc đến mình rõ ràng thường biết, không bị nó cuốn vô trong đó, không bị nhầm lẫn. Cái này là phụ. Dầu người trúng số đi nữa, phụ. Cái gì cũng phụ, bỏ ra khỏi tâm hết. Lấy câu Phật hiệu á, làm bổn mạng nguyên thần là chủ. Bước đầu mình nói như vậy mà nó không chịu theo ý mình đâu, mà cứ ghim cái tâm vô như vậy, cứ nói như vậy, cứ nghĩ như vậy, từ từ nó kéo lần kéo lần kéo lần, 3 đến 5 năm nó thuần ở trong đó, nó thành khối, gọi là thành phiến. Mà con người niệm Phật này họ có cái sức định, họ làm cái gì cũng thành công, có Phật lực gia trì trong đó. Cái này chúng tôi nói thật, không lừa gạt quý vị. Bao nhiêu đời kiếp đến bây giờ, quý vị đi theo cái vọng tưởng phiền não, nó làm mình khổ đau biết bao nhiêu mà kể rồi. Đến bây giờ mình vẫn nhận vật làm con, nhận nó làm mình. Khi mình bệnh một cái là mình thấy mình bệnh, mà thực ra cái bệnh đó nó không có thiệt. Cái thể tánh chân thật, cái pháp thân huệ mạng nó không có bệnh. Và cái người niệm Phật người ta bệnh mà người ta không khổ đau. Cái người không niệm Phật người ta bệnh, người ta khổ cùng cực. Khổ không có tiền, dẫu có tiền rồi á, họ cũng không gặp được thầy, không gặp được thuốc. Dẫu gặp được thầy, gặp được thuốc rồi, họ vẫn đau khổ trong cái bệnh. Vì họ làm sao mà sao nó lâu hết bệnh thế này, khổ vì bệnh. Rồi họ soi gương họ thấy hôm nay mớm mà già khổ nữa. Khi người niệm Phật thì nó vắng mặt cái khổ đau này, vắng mặt vắng bóng cái khổ đau này, có đó nhưng mà không có khổ. Làm được điều này không? Con người mình làm được điều này không? Được. Làm bằng cách nào? Nương vào câu Phật hiệu. Khi mình niệm được câu Phật hiệu tốt, thành phiến rồi đó, nghiệp nó tiêu thì bệnh nó hết. Vì cái thân này cũng từ cái nghiệp mà. Nghiệp ái, nó thấy cha mẹ ăn nằm ăn ái, họ chui vô trong đó, nằm trong đó 9 tháng 10 ngày ra, cũng là từ cái nghiệp. Cho nên Ấn Tổ nói một câu đích đáng mà nó hay vô cùng.
có thân cho nên có bệnh. Mà từ đâu mới có thân này? Từ nghiệp, nghiệp ái cho nên nó có thân. Cho nên đoạn được cái nghiệp thì cái thân của quả báo, cái thân của cái dư báo này nè, nó sẽ chuyển thân, nó chuyển từ từ xấu nó thành đẹp. Hô nó đẹp theo hô, mà lùng nó đẹp theo lùng, súng nó đẹp theo súng. Nhìn á hướng mà lại đẹp. Vì cái tâm của họ đó nó có cái sự an bình trong đó, thanh tịnh trong đó. Lắng nghe ngay chỗ cái người niệm Phật, lắng nghe ngay chỗ này, này. Mình chấp vọng tưởng là mình cho nên người ta nói mình có khổ đau. Mà mình chấp trì danh hiệu Phật A Di Đà, người ta nói mình không khổ đau. Bởi vì thấy cái người nói đó cũng là Phật luôn à. Vì cái ý niệm mà niệm Phật nó không còn một cái chút vọng tưởng gì xen vô được, cho nên không thấy người đó là phàm phu, thấy người đó là Phật. Bởi vì tâm toàn tâm là Phật rồi mà. Đạt cảnh giới này được không? Được. Quyết là được. Vì sao vậy? Mình làm theo các bậc lão sư đi trước. Nhớ số. Trong tâm thường nhớ Phật hiệu. Vừa rồi có cái cô có năn nỉ, chủ nhật vừa rồi chúng tôi đang làm đài tâm thánh chứ đó không có lên giảng. Cô năn nỉ tha thiết quá, từ Hà Nội đi vô đây để gặp chúng tôi. Thì chúng tôi quan hỷ cho xuống để gặp một chút. Cô mới nói thưa thầy, con vô đây con khổ lắm. Con trình bày với thầy, nhờ thầy giúp giùm con cho nó ra bớt cái nỗi khổ này, con khổ lắm. Thầy Giác Nhàn nói chẳng hay đạo hữu khổ về chuyện chi. Thì cổ mới nói là con khổ vì ông chồng. Cái ông chồng ông làm gì cho cô khổ vậy? Cái ông chửi, ông đào mồ đòi mã, ông chửi không còn chỗ nào mà chê nữa hết. Con buồn quá, con phải chạy vô đây con tu. Mà con vô đây rồi, ông cũng không cho con yên là ông chửi con cái con nữa. Bây giờ thầy chỉ con phải chạy đi đâu con trốn. Vô chùa cũng không yên, thì Giác Nhàn nói về Cực Lạc chắc ăn trốn mà nó yên tâm nhất. Và hỏi làm sao mà về, Giác Nhàn nói muốn về liền được về. Con hỏi muốn mà sao chưa được. Trong cái muốn của mình, chút nữa Giác Nhàn nói nó chưa đủ tính nguyện hành, nó chưa đủ thiện căn phước đức nhân duyên. Thì Giác Nhàn mới nói với cổ là toàn tâm của cô là vọng. Toàn tâm của cô bây giờ đặt nơi ông chồng cho nên cô khổ vì ông chồng. Kêu đúng là con vô con niệm Phật mà ông hiện hình trước mặt con không à. Ở trong tâm con á, cứ thấy ổng hoài, nhớ ổng hoài. Ông kêu trời ơi sao mà niệm Phật, Phật không tới mà sao ông cứ tới không. Ông chán đời ông quá, mệt ông quá rồi. Bởi vì cái lực niệm Phật nó còn yếu. Mà cái ý niệm mà nhớ ông chồng nó quá mạnh đi. Mạnh được yếu thua à. Cho nên nó bấu kết ở trong tâm cổ. Cô hỏi bây giờ phải làm sao? Bây giờ phải làm sao đây? Thì Giác Nhàn mới nói là chịu khó lâu ngày niệm câu Phật hiệu thì ông chồng tự nhiên nó sẽ nhạt mờ, lần lần từ từ nó mất, nó thế cái vị trí ông chồng thành vị trí của Phật A Di Đà. Cô nói làm được như vậy hả? Kiểu được. Bởi vì mình niệm ngoài miệng mà trong tâm của mình chưa thực sự buông xuống, và trong tâm của mình chưa để câu Phật hiệu đề khởi trong đó. Mình còn tiếc, còn nhớ ổng. Thôi giờ bán ổng cho Phật A Di Đà đi. Bán tức là không giữ nữa. Mà đã có ý niệm là quyết định không giữ nữa đó thì nó sẽ mất. Đúng không? Cho nên cái pháp trần phiền não nó dây dưa trong tâm. Chỉ có câu Phật hiệu nó mới đoạn trừ được cái pháp trần phiền não này thôi. Bây giờ cô phải về, cô cung kính chứ không có trốn đi đâu được hết. Tròn bổn phận về nói bữa nay gặp thầy Nhàn rồi thôi. 60 mấy tuổi rồi, ở nhà kêu anh hay em? Kêu anh với em. Kêu anh em cũng được. Giờ vòng tay lại kêu em mới vô gặp thầy Nhàn, bây giờ em về em xin lỗi anh. Chị giống như là con nít vậy đó. Ở kêu úi dồi ôi, con làm không được. Tôi kêu bây giờ nếu không làm được thì ổng cứ ở trong tâm hoài, niệm Phật không trôi. Đúng không? Mà kêu đúng. Thì bây giờ mình về mình thành tâm sám hối, xin lỗi. Rồi lấy nước rửa chân. Úi dồi, rửa chân nữa à. Bởi vì bây giờ ổng là một đối thủ căm ghét đến cùng cực, thành khối rồi. Bây giờ nỗi thương ổng là không phải dễ.
Thầy Văn Nhàn nói là chính những cái hành động này mới hóa giải được cái hận thù trong tâm. Giờ câu Phật hiệu không đủ sức hóa giải là do cô không có thời gian để hàm dưỡng trong này. Nghe lời thầy đi, không số 7 đâu. Và nguyên nhân ổng chửi như vậy là đời trước cô đã gieo cái ác nhân, bây giờ mới gặp cái ác duyên là gặp ổng. Rồi nó sanh ra cái ác quả là ổng chửi cô. Rồi nhân quả nó cái dây dưa bực bội tức tối đó, rồi bây giờ cô đau khổ gọi là ác báo. Không thể trốn tránh được. Chỉ có một con đường duy nhất là cô về Tây Phương Cực Lạc. Thì cô trốn tránh cái nghiệp quả này bằng cách có đó, nhưng mà nó không có đủ cái duyên ác để nó phát ra cái quả ác. Mà muốn được về Cực Lạc, cô phải tròn bổn phận làm vợ. Bây giờ mình nhìn kỹ vô tâm mình, do cái nhân ác của mình có cho nên nó chiêu cảm quả ác, cái duyên ác gặp ông chồng. Hỏi kia sao cái lúc con mới gặp nhau con thấy ông hiền, ông đẹp trai, ông ngoan thế. Thì Giác Nhàn nói cái lúc đó là cái lúc đó là cái thiện duyên, do cái tâm thiện của cô nó khởi lên. Đến bây giờ sống với nhau khinh nhờn một thời gian rồi, tình tới tâm khinh nhờn không có cung kính, nó bắt đầu nó khởi lên. Cái ác nhân nó bắt đầu nó xuất hiện, bắt đầu cái ác duyên nó kéo theo. Bây giờ cái ác quả nó có. Nhất thiết di tâm tạo, tam giới di tâm, vạn pháp di thức. Bây giờ cô đi đâu cũng không trốn được. Ở trong tâm mình, nói riết cả 2 tiếng đồng hồ, bắt đầu cô mới phục xuống, cô quỳ, cô lạy, cô khóc, cô kêu con vâng lời thầy, con phải về. Không biết hôm nay còn ở đây hay về rồi ta. Nếu mà chúng tôi không có đọc văn sao thì không thể nói lên được lời này. Ý chúng tôi muốn nói là các vị đừng xem thường cái bộ văn sao. Xem thường nghĩa là đưa quý vị về, quý vị không đọc. Có bổ báu, bổ bối ở trong nhà mà mình không biết sử dụng. Đọc cái từ từ, mình gặp cái cảnh đó nó y chang như lá thư của cái người đó mà Ấn Tổ đã viết cho người đó. Lấy cái lời Ngài nói ra nó trọng lượng hơn cái lời của mình nhiều lắm. Lấy cái mẫu chuyện đó để mình nói. Thì chúng tôi quy kết lại cái việc mà mình niệm Phật mà nó không có đắc lực là do cái tâm mình nó thích thú vô trần cảnh. Trần cảnh đã đi qua rồi, mắt thấy sắc qua rồi, tai nghe âm thanh qua rồi, ăn cái món ngon đó cũng qua rồi, vị cũng qua rồi, thân xúc chạm cũng qua rồi, mà vì sao nó còn vướng mắt? Bởi vì mình thích thú. Công nhận điều này không? Thích thú. Cho nên Đức Phật A Di Đà mới nói trong cái nguyện thứ 18 là hết lòng tin ưa, một niệm đến 10 niệm hết lòng tin ưa. Bây giờ quan trọng ở chỗ tin ưa, mà phải hết lòng, cạn lòng thành, hết lòng mình tin ưa danh hiệu Phật. Tin sao ta? Tin Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không dối gạt chúng ta. Lúc lâm chung người đó niệm một niệm đến 10 niệm rõ ràng hết lòng tin ưa. Dầu cho người đó phạm ngũ nghịch, giết mẹ, giết cha, biết gì hòa thượng, làm Phật ra máu, phá hòa hiệp tăng, nhưng mà họ tin chánh pháp là tin có Cực Lạc, tin có Đức Phật A Di Đà, mà tin họ niệm Phật sẽ thành Phật. Tuy rằng cái ác nhân đó họ có, nhưng mà cái thể tánh thanh tịnh đó nó không bị sức mẻ chút nào, cái tánh đức nó vẫn còn nguyên vẹn đó. Thì bây giờ họ hành trì cái danh hiệu Vạn Đức Hồng Danh, gọi là họ tu đức, thì chắc chắn họ sẽ thoát khỏi ác báo, ác quả, ác nhân, ác duyên. Họ tin chắc như vậy. Và họ tin rằng khi họ niệm Phật bên này mà chân thành cung kính, chân thật để nguyện vãng sanh Tây Phương, thì Đức Phật A Di Đà bên đó biết họ đang niệm Phật. Nhưng họ chưa đủ cái đức tin, chưa đủ thiện căn phước đức nhân duyên, chưa phục được phiền não, về bên đó quấy rối bên đó. Có cái bà vợ, bà này bà nói tiếng Bắc, chúng tôi nhá nhá một chút chuyện vui. Anh à, anh có thương em không ạ? Cái ông chồng ông kêu, úi dồi, em mà không, anh, em mà không thương thì thương ai? Em là nít trái đất rồi. Sau rồi cái là bà vợ bà hỏi, thực sự anh thương em hả? Cái vâng ạ.
kêu vậy là em muốn về Tây Phương Cực Lạc, anh có theo em về không? Cái úi rồi để xem lại đó. Cái rồi ông ngồi chập, ông suy nghĩ, ông kêu ở bên đó nó có bia uống không em? Có xe lắc xịt mà xe đi chạy không em? Kêu không có. Úi rồi thế chán chết, chán chết. Thôi em đi về, anh không về đâu. Thì bà vợ mới nói là vậy mà anh nói anh thương em. Nếu mà thực sự thương thì hai chúng ta cùng tu để về Tây Phương Cực Lạc gặp Phật A Di Đà chứ. Kêu thôi đường ai nấy đi, em đi đường em, anh đi đường anh. Rồi vài bữa nhắm mắt xuôi tay thì tình nghĩa đôi ta cứ thế thôi. Đúng không? Lòng người nó bạc bẽo như thế đó đó quý vị. Cái này nó không đồng cảnh giới, không đồng nghiệp báo. Mà nếu người vợ mà không biết tu, cứ hàng ngày trầm hâm vô niệm Phật, rồi nguyện vãng sanh, rồi phóng sanh đủ thứ mà không ngó ngàng gì đến ông chồng, không chọn bổn phận thì coi chừng rã đám. Cái trầm hâm nhau tu là rã đám. Trên cái bộ văn sao này thiệt là hay. Mình tu mà cái người chồng, người vợ, người con, người cha, người mẹ có duyên với mình rồi, bây giờ bằng mọi cách mình làm biểu pháp để mình giúp cho họ vãng sanh, mình thiệt thòi cũng được. Mình thiệt thòi cũng được. Phải giúp cho họ để vãng sanh, đừng bỏ họ, trừ trường hợp họ bỏ mình thôi. Bữa chúng tôi đang làm bận biểu, cái cô đó có nhắn tin lên, cô kêu sư phụ ơi cho con gặp được 5 phút cũng được, cho con chết, con chết, con chết sư phụ à, con chết. Hỏi làm sao mà đồ chết dữ vậy trời. Nhắn lên kêu trời ơi sư phụ biết không, con mở cái đạo tràng niệm Phật ở tại nhà con á, mười mấy hai chục người đến niệm Phật. Cái cô đó chồng cô chết rồi, cô buồn quá cô cũng tới niệm Phật. Cô tới cô niệm Phật xong cái đó ông chồng con cũng dẫn chúng ngon lành, cái ông nhờ ông chồng con đến đóng bàn thờ, cái hai người dính luôn. Trời ơi con đau khổ vô cùng sư phụ ơi. Bây giờ sớm làng ai cũng biết hết trơn, con phải ăn nói làm sao. Kêu giờ chỉ có một cách duy nhất là ăn nói với Phật Di Đà. Xin Phật A Di Đà. Cô tu dở quá à. Ấn Tổ nói mình lo cho tròn bổn phận gia đình của mình đi, kéo nhau một đám tới làm chi báo đời vậy. Không biết sức mình vậy. Bây giờ phải làm sao sư phụ, con chết, con chết. Có đòi chết không? Rồi kia bây giờ cái chuyện của ổng là chuyện của ổng, cái chuyện của mình là chuyện của mình. Bây giờ cô nhập cuộc vô cái chuyện của ổng cho nên mới khổ. Nếu bây giờ cô nhập cuộc vô với Đức Phật A Di Đà thì cô làm gì có khổ, đúng không? Mà muốn nhập cuộc vô với Đức Phật A Di Đà thì cô cứ A Di Đà Phật, cô niệm từ 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 từ. Con kêu sao không biết con niệm Phật mà nó không ra Phật mà ra ổng không à. Nằm mơ con thấy ổng nữa. Kêu niệm chưa có giỏi, chưa có biết cái cách để niệm. Và chán ngán nửa chừng thôi lui, không quyết tâm. Cứ bám vào câu Phật hiệu từ từ, dằn co, cái gì chủ động một thời gian nó sẽ là chủ động, cái bị động nó dằn mất. Không chịu niệm Phật để cho ổng chủ động ở trong tâm thì ổng phá mình tan tành cái tâm mà rồi, nó phá cho mình tan tành cái công đức ở trong tâm mình rồi. Bây giờ muốn gỡ lại phải có thời gian chứ đâu A Di Đà Phật cái nó an liền hay dữ hả? Có nghe vậy xong cái tự nhiên của kêu vậy là con tu dở quá rồi, kêu dở ẹt. Quá dở. Để đến nỗi lúc mà ổng vô trong tâm, nó ở trong đó nó xưng hùng xưng bá, nó hành cho tan tành cái tâm này rồi, bắt đầu kêu trời không thấu, không có một chút xíu về tính tâm câu Phật hiệu. Cô quay lại cô kêu đúng, bây giờ cô mới trách cổ, mình quá dở. Bây giờ ông về mình cơm nước đầy đủ, tròn bổn phận, ngâm chân cho ông đi. Trời ông này mà ngâm chân không làm được. Phiền não bản thân của mình đây, mình chuyển phiền não cả một vấn đề rồi, bây giờ dướng vô ông, dướng vô con, dướng vô sự nghiệp. Trời ơi nó khổ thôi, kêu trời không thấu. Mà nếu những người mà họ biết tu, họ có chồng có con có sự nghiệp, nhưng mà họ nhận diện rõ ràng nó là giả, không để trong tâm nữa, tròn bổn phận nha, nghe cho kỹ là tròn bổn phận, nhưng mà không bị cho nó dính mắc. Cô nghe xong cô kêu con tu quá dở, thôi giờ con làm theo sư phụ chỉ dạy, con để câu Phật hiệu,
Muốn để câu Phật hiệu trong tâm mà loại trừ ông ra là mình phải chủ động câu Phật hiệu thường xuyên. Nhưng mà nó cũng vất vả lắm á. Nhà cháy rồi mới xịt nước mà. Để phiền não nó phá cho tan bành cái tâm rồi bắt đầu mới niệm Phật. Cự không lại, cực lắm ấy. Bình thời không có niệm Phật, để đến lúc đụng chuyện rồi làm sao cô cự lại nổi nó. Mà cự bắt đầu nó yên yên, ông về ông chọc nữa. Cho nên Ấn Tổ mới nói là tìm một chỗ chân thật ở trong đại chúng, yên lòng ở một cái từ trường đó tốt, tìm một cái nơi chân thật, giữ lòng khiêm hạ. Nghĩa là cái người đó họ nhục mạ mình, họ làm mình khổ gì đi nữa cũng phải cung kính họ. Rồi chết sạch hết vọng niệm, niệm câu Phật hiệu, giải quyết sanh tử là phải như vậy thôi, chứ không phải chuyện làm dẫn người làm tà tà được đâu. Nhiều người đi đến chùa 10 năm rồi vẫn khổ đau là khổ đau, tu cái hình thức bên ngoài, trong tâm chưa sức mẻ một chút vọng tưởng dày đặc trong đó, chết rồi. Niệm Phật hiệu không có ngoan, niệm không có siêng năng niệm, mấy thầy cũng chịu không nổi luôn. Quá dày vọng tưởng trong đó, nó sưng hùng sưng bá, mà vọng tưởng nó khởi lên là nó tiêu hết bao nhiêu công đức trong đó. Mà khi vọng tưởng khởi lên là thôi, họ nói nhiều lắm, họ nói đủ thứ, mà càng nói là càng sai, càng nói là càng tạo nghiệp. Cho nên bữa coi một cái đoạn video clip, không phải là Phật giáo mà cái ông này ông nói hay. Ông râu dài vậy nè, ông sống gần 100 tuổi. Ông nói có những cái điều mình đừng có thêm vô, nhất là bực tức sân hận đừng có thêm vô trong đó. Ông nói vậy thôi chứ không biết cái cách để mà chuyển hóa. Tham lam á, đừng cất giữ nhiều, đừng có thêm vô trong đó, khổ lắm. Nói á, đừng có nói nhiều. Họ chỉ nhắc như vậy thôi chứ không biết cái pháp để đối trị. Cho nên Phật là nói căn nguyên cội nguồn của cái tâm mình khổ đau là cái tâm phiền não bất an. Niệm câu Phật hiệu là nó sẽ an. Mà nếu mới niệm sơ sơ 1-2 ngày thì không ăn thua, phải tính năm. Bọn phàm phu chúng ta phải tính từ 5 đến 8 đến 10 năm, 20-30 năm thì mới nói đối chuyện cái tâm mình nó yên. Mà phải quyết tâm, kiên trì dữ lắm. Mà khi mà người ta bắt đầu là vô cảnh giới niệm Phật là người ta không muốn đi đâu. Họ muốn ở yên trong cái cảnh đó. Bởi vì khi họ đề khởi câu Phật hiệu, cái tâm họ nó phát ra cái làn sóng, cái từ trường xung quanh đó để bảo bọc họ. Họ ra khỏi cái từ trường đó rồi, cái câu niệm Phật nó yếu. Nhất là ở đây cái từ trường, cả bao nhiêu con người này niệm Phật nó bao bọc mình không biết. Khi mà mình có cái năng lượng trong đó rồi, mình thấy mình đi ra bình thường mà nó hao hụt từ từ. Không hay giống như cái bình từ từ nó hết điện trong đó, cái là gì? Cháy cọc hư bình mất. Là Ấn Tổ nói là hàm dưỡng giống như là ly tách không nung thành sành. Nó có là bùng, mới có bùng nó đúc ra thành cái ly thôi. Trận mưa qua cái nó rã. Con người không có hàm dưỡng 10 năm, 20 năm đi ra làm Phật sự, là mấy thầy cũng như các Phật tử tham công kiếp tiếc việc quá phiền não, nó dập một cái chịu không nổi. Sanh tử nó đến cái là xong, đọa lạc. Nói như vậy không phải dân nhàn nói là anh em huynh đệ của chúng tôi là ở trong chùa cứ lo niệm Phật không. Nói như vậy tôi ở quê đời tôi phải kiếm ăn, tôi phải lo cuộc sống, tôi phải làm lụng chứ thầy bắt tôi trầm hâm cứ ở nhà niệm Phật không là gạo đâu tôi nấu. Cái pháp môn tịnh độ là không bắt quý vị ở nhà mọi lúc mọi nơi vẫn niệm Phật. Hiện giờ cái cô bán trái cây ở ngoài Đông Anh, cô nói lúc trước cô khổ không thể nói lên lời, ông chồng muốn lựu đạn thôi à. Ông hành hạ con mà con nói con khổ, con nói là chắc chết thôi chứ không thể nào sống được. Khi con nghe qua cái đĩa thầy bắt đầu là con ăn chay, con niệm Phật. Bây giờ ông nói con ở lỗ tai này nó lọt qua lỗ tai kia, trong tâm con chỉ có câu A Di Đà Phật, con an vui vô cùng. Ui dồi ôi sao nó xuân thế. Ông cái này là thực sự cô nói với chúng tôi. Nó thay đổi trong vòng có 3 tháng mà nó thay đổi 100%, bây giờ con an vui. Đứa em con, hai vợ chồng nó ăn mặn, nó cứ phiền não, nó cãi nhau, nó giàu hơn con mà con kêu nó niệm Phật, nó kêu ông Phật có thấy mặt mũi đâu mà niệm. Bà niệm đi. Cho nên chúng sanh vì tâm phàm phu si mê không biết câu Phật hiệu, công đức bất khả tư nghì. Cho nên bỏ đi cái công đức Phật hiệu, tức là trái giác mà chạy theo trần lao, trần cảnh rồi khổ đau.
Cô bán trái cây mà cô vẫn niệm Phật. Lúc trước chúng tôi truyền trực tiếp là cô mở cả một cái tiệm trái cây đó. Người ta nói bà tắt đi, tôi lo tôi bán mà sao bà cứ mở. Cô cứ để cô mở hoài, người ta nghe riết, người ta kêu ổ bữa nay sao không phát trực tiếp. Tôi nhớ ông thầy đó quá. Bữa nay không phát trực tiếp nữa mà chỉ có làm đĩa xong rồi phát lên. Hôm nay mà quý vị ngồi trong này, cái tâm mình nó thanh tịnh, nó an vui, nghe những điều này mà tự nhiên trong lòng mình phấn khởi, là thiện căn của mình đã có. Trước tiên chúng tôi nói đến cái thiện căn là tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn và tuệ căn. Chúng tôi nhớ đến một cái nhân vật hóa thân của Đức Phật A Di Đà, đó là ngài Vĩnh Minh Viên Thọ. Hai tuần trước chúng tôi có nói về cái đĩa lễ ví Đức Phật A Di Đà. Cái đĩa này hôm trước hai tuần chúng tôi cho chiếu rồi, tuần trước cho chiếu, tuần này chiếu lại cái đĩa này. Chúng tôi tâm đắc. Có cô Liên An, cô viết từng chữ trong cái đĩa này xong. 2 tiếng rưỡi mà cô viết hết cả cái đĩa này từng chữ ra. Cô ngồi, cô lấy cái laptop, cô nghe được 2-3 chữ cái bà cổ mới viết. Nhiều lúc nghe nó tuôn qua cái cổ phải đi ngược lại để cô viết hết cả một cái đĩa này. Cô nói lúc viết vậy nó không thấy vọng tưởng đâu hết. Chỉ nhớ cái lời của sư phụ, nhớ cái những mẫu chuyện rồi chỉ đánh máy, cho nên trong 2 tiếng đó nó an vô cùng. 2 tiếng rưỡi nó an. Nhân vật của ngài Vĩnh Minh Viên Thọ, chúng tôi sao tôi nhớ nhân vật này, bởi vì Ấn Tổ giới thiệu ngài là hóa thân Đức Phật A Di Đà. Ngài được giao làm người giữ cái kho tiền, ngài lấy ngài đem đi phóng sanh hết trơn. Thời gian bắt ngài chuẩn bị đi chém đầu rồi, vị vua nói nếu mà đi đến đó định chém mà ngài tỉnh bơ không có chút run sợ phải ngưng chém mang về. Mà đúng thiệt ngài tỉnh bơ không có chút run sợ, khi mang về lại thì sao? Vua hỏi sao mà định chém đầu ông rồi mà sao ông tỉnh bơ không hoảng sợ. Ông kêu biết cái tội này ăn cắp tiền ngân khố ở trong nhà nước đó là tội chém đầu, nhưng mà tôi lấy tiền này tôi cứu bao nhiêu sinh linh, sinh mạng nó chuẩn bị chết, người ta chuẩn bị mẹ mổ bụng cắt cổ lột da ăn, tôi cứu sống nó. Bao nhiêu trăm ngàn sinh linh này dầu cho tôi thế mạng tôi chết đi nữa tôi vẫn được sanh về cõi lành, cõi liên bang, trong đó ghi là cõi liên bang. Ông vua ông phục. Ông kêu ngài lấy tiền đi làm việc thiện này, ông phục. Tuy rằng ông vua không biết phóng sanh là gì, nhưng mà cái năng lực của ngài nói á, nó chạm vào trong cái tâm ông vua. Cuối cùng thả ngài ra, ngài đi xuất gia. Một ngày niệm 100.000 câu Phật hiệu là 10 muôn, tụng 1 bộ kinh Pháp Hoa, làm 108 điều thiện. Chánh trợ song tu, chánh đó là niệm câu Phật hiệu 100.000 câu. Trợ đó là 108 điều thiện không bỏ. Cho nên chúng tôi thấy các vị Phật Bồ Tát tái lai, họ là một người biểu pháp. Ở trong này Phật Bồ Tát nhiều lắm. Nhìn cho ra được dầu đó là người ác tướng cướp Bạch Hải Đường, trong tâm họ cũng có Phật. Nhìn cho ra được chỗ này. Mà muốn nhìn cho ra được chỗ này thì con người này phải niệm Phật. Một niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật, không còn một chút vọng tưởng phiền não. Mà còn một chút vọng tưởng phiền não á, khởi lên á, mình nhìn thấy người ta là phàm phu. Phải vô cảnh giới này. Muốn như vậy thì bây giờ mình phải cắt bớt cái duyên trần, bớt đi tiếp xúc, đóng cửa như Ấn Tổ, đóng cửa chẳng tiếp ai. Tâm phàm mình nó có, gặp người phàm rồi cái bắt đầu cái tâm phàm nó khởi lên, cho nên bớt gặp để chuyển cái tâm phàm từ từ. Trên cái câu mà chúng tôi nói muốn về liền được về, gió trăng quê cũ toàn thể hãy tự vân. Gió trăng quê cũ còn phải hỏi ai, gió trăng quê cũ còn có ai tranh không? Về cực lạc là không có ai tranh giành với mình, rộng đường thênh thang để chúng ta đi. Quý vị làm cái việc gì đôi khi cũng có những người người ta tranh với quý vị. Gió trăng quê cũ nào có ai tranh. Thực sự hôm nay nói những điều này cảm ơn đến Ấn Tổ vô cùng, nát thân khó đền.
cuộc đời chúng tôi mà không có văn sao ấm tổ, chúng tôi bây giờ cũng biết ra mô ra răng đây. Không nương theo người đi trước, chỉ lấy cái tâm phàm tình của mình để tính toán đi, nó té lên té xuống, đụng vô trong dấp mẻ đầu bể chán, chịu không nổi. Không hiểu tại sao, tại sao, tại sao. Tại mình không niệm Phật mà mình muốn niệm mà niệm không được. Bởi vì không có ai giải trạch cho mình nghe. Bởi vì cái người niệm Phật đó là phải giải hành tương ưng, người ta mới niệm câu Phật hiệu được. Cái tâm phàm nó không phải dễ gì chấp nhận câu Phật hiệu đâu. Phải coi lời của tổ từ từ giải thấu hiểu được rồi, bắt đầu mình mới thích thú tin ưa mình niệm. Mà niệm thì thường chúng sanh hay là gì? Đổ nước sôi vô, bỏ gói mì gói, lụm gọi là mì ăn liền. Niệm câu Phật hiệu, nhất tâm bất loạn, muốn là vậy ạ. Đâu phải dễ đâu. Vô lượng đời kiếp đến bây giờ, cái tâm nó vọng tưởng dày đặc, mà để niệm câu Phật hiệu để cho nó tương ưng là 10 năm là quá sớm. Thực sự 10 năm là quá sớm. Nuôi cái tính căn, nuôi cái tính căn, nuôi nó như thế nào? Hằng ngày phải tụng kinh Vô Lượng Thọ, niệm A Di Đà Phật, gọi là hàm dưỡng, nuôi dưỡng, tích lũy thiện căn, là nuôi dưỡng cái tính căn này. Là tin tuyệt đối chắc chắn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không lừa gạt chúng ta về sự tướng cách đây 11 ức cõi có thế giới Tây Phương Cực Lạc, có Đức Phật A Di Đà phát 48 lời nguyện, và Đức Phật A Di Đà thành Phật 10 kiếp. Mà trước khi Ngài thành Phật 10 kiếp là Ngài phát 48 đại nguyện, Ngài tu 5 đại kiếp thành tựu. Và bây giờ thành Phật 10 kiếp trên đó rồi, hiện tại đang thuyết pháp. Và thuyết pháp không phải ở nước Cực Lạc nghe không, mà toàn bộ 10 phương pháp giới, trong đó có cảnh giới Ta Bà này. Nếu người nào tâm thanh tịnh tương ưng với cảnh giới Cực Lạc, tức thì nghe Đức Phật A Di Đà thuyết pháp. Nói về không phải là nó cao ngạo lắm đâu, đúng sự thực. Do ngũ ấm che, sắc thọ tưởng hành thức là ngũ ấm nó che đậy mất. Tin tuyệt đối Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không lừa gạt chúng ta. Lão Phật Gia Tịnh Không Pháp Sư không lừa gạt chúng ta. Lão Ấn Công đó, là Tổ Ấn Quang không lừa gạt chúng ta. Mà đã không lừa gạt rồi là mình phải làm tới nơi, quyết tâm phải làm. Tin tuyệt đối về sự, về lý là tin tuyệt đối mình có tự tánh Di Đà, Di Tâm Tịnh Độ, mình có sẵn tánh đức. Nếu không có tánh đức thì không thể nào niệm Phật thành Phật được. Cũng như cát không thể nào có thể nấu nó thành cơm được, gạo nấu thành cơm được. Mình có sẵn tánh đức của mình là Phật tánh rồi, chắc chắn mình tu đức là niệm cái vạn đức hồng danh A Di Đà Phật, là con người này phải làm Phật. Bởi vì niệm Phật là nhân, chắc chắn vãng sanh thành Phật là quả. Tin chắc là mình có sẵn ông Phật tánh ở trong này. Do mình trái đi với cái giác hợp với cái trần lao, từ vô thủy đức nay khởi một niệm tham sân mê nhiễm, chạy theo trần lao cho nên nó sanh tử luân hồi đến hôm nay. Muốn quay về cái cội gốc lại, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, thì chỉ có cái niệm câu Phật hiệu để xây trở trở lại quay vào Phật tánh là dễ nhất. Lấy câu Phật hiệu làm cái nhịp cầu giao cảm quay lại Phật tánh thì dễ nhất. Cho nên tử tâm tăng thiền sư mới nói là Phật hiệu dễ niệm, tịnh độ dễ sanh. Sanh làm người như vậy khó hơn là về Tây Phương Cực Lạc. Bởi vì sanh làm người đó là do mình trái giác hợp trần, theo với cái tâm ái nhiễm, cho nên chui vào bụng mẹ chánh tháng 10 ngày khổ vô cùng. Chứ nếu ai khai thị cho mình biết rằng cái câu Phật hiệu này á, mình niệm lâu ngày chày tháng á, cái tâm của mình nó tương ưng với liên thai, nó tương ưng với cảnh giới Cực Lạc, để mà về bên đó thì dễ hơn. Bởi vì mình vào bụng mẹ là tự lực mình đi vào, nghiệp lực nó lôi vào. Còn mình đi vào liên thai về Cực Lạc, đó là Phật lực gia trì cho mình. Hai cái lực này cộng lại thì nó dễ hơn. Cho nên tử tâm tăng thiền sư mới nói là niệm Phật dễ niệm, Phật hiệu dễ niệm, tịnh độ Tây Phương dễ sanh. Điều không có ai khai thị cho mình, và mình không đủ cái tính căn để mình tin. Một bộ kinh A Di Đà, một bộ kinh Vô Lượng Thọ tụng hoài, sáng chiều tụng hoài, tụng chừng nào mà năng tụng là mình sở tụng, là kinh tánh không tịch, cảnh giới nó xuất hiện. Không mong mà cứ mong là đừng gián đoạn. Tính tâm phải kiên định, tin chắc 100% là mình có phần, dầu cho hạ hạ phẩm vãng sanh, phàm thánh đồng cư độ, vẫn thoát ly khỏi sanh tử rồi. Tin chắc mình có phần, tính tâm có rồi, không lung lay niềm tin. Câu Phật hiệu thường xuyên
mim mim mật mật như con nhớ mẹ, bốn chữ reo rắc, tính tâm bắt đầu từ từ nó tăng trưởng, bồ đề tâm nó tiên cố, nó không có bị thối chuyển. Cái người mà không có niệm Phật, cái tâm họ vọng tưởng, họ thối chuyển kinh khủng lắm. Không phải những, không những thối chuyển về chuyện tu, mà họ làm cái gì nó cũng nửa chừng thối lui, thối chuyển, cái tâm nó yếu nhất à. Nghe thì có lý mà làm thì cũng cả kỳ công lắm đấy. Bởi vì họ tiếc, họ không dám buông. Mà buông tất cả thì được tất cả. Buông ngã chấp và pháp chấp, chỉ chấp gì danh hiệu, người nào thành công. Lão Phật gia Thượng Tịnh Hạ Không nói, tôi mà không giữ câu Phật hiệu thì làm sao tôi giờ được như vậy. Cái thể tánh mình sẵn có, nhưng mà để nó lưu lộ ra cái tánh đức, để mà mình làm những cái sự việc ở trong cõi trần này, trong thời gian ngắn ngủi mình xuống trần gian chơi chốc lát này đó, không thể làm được. Tự lực mình không thể làm được, phải nhờ Phật lực. Mà muốn nhờ Phật lực thì người này phải niệm câu Phật hiệu thôi. Thank you.